Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 1571, giám thị 3. Trương Dương nói, Trình tiểu thư nếu không hay là cô cứ về trước đi, chuyện này tôi sẽ cân nhắc nghiêm chỉnh, nhất định sẽ cho cô một câu trả lời. Hắn là muốn trước tiên đuổi Trình Mẫn đi rồi tính sau. Trình Mẫn hiểu rõ mục đích của hắn, trợn mắt lườm hắn nói, muốn đuổi tôi đi à, đừng có dở trò này với tôi, hôm nay anh nếu không cho tôi một câu trả lời rõ ràng thì tôi không đi đâu. Cô ta nói được thì làm được, ngồi xuống sofa ở bên cạnh. Nếu không phải nể mặt giáo thụ Trình thì Trương Dương đã sớm đuổi cô ta ra ngoài rồi, nhưng Trình Nhuận Sinh giúp Tân Hải nhiều việc như vậy, không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật, dù sao cũng phải cho Trình Mẫn ba phần mặt mũi, Thường Hải Thiên làm ra vẻ lực bất tòng tâm với Trương Dương. Ngay khi họ đang đau đầu không thôi thì Cao Liêm Minh và Trình Diễm Đông tới, Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy Cao Liêm Minh thì giống như gặp được đại cứu tinh, hắn biết Cao Liêm Minh đang theo đuổi Trình Mẫn, thằng cha này tới thì vừa hay giao được phiền toái cho hắn. Cao Liêm Minh nhìn thấy Trình Mẫn ở đây thì cũng có chút ngạc nhiên, gã kinh ngạc nói, Trình Mẫn, cô tới tìm bí thư Trương có việc gì à? Trình Mẫn ủy khuất cắn cắn môi nói, không có việc gì thì tôi tìm hắn để làm gì? Hôm nay thế nào cũng phải bắt hắn cho tôi một câu trả lời. Nói tới đây cô ta vừa tức giận lại vừa ủy khuất, mắt không ngờ có chút đỏ lên. Cao Liêm Minh nhìn thấy vẻ mặt này của Trình Mẫn thì lập tức nghĩ sai lệch, bởi vì trong lòng Cao Liêm Minh Trương Dương là hạng nhân vật đa tình. Hơn nữa rất dễ được nữ hài tử thích, hắn quay sang Trương Dương nói, anh đã làm gì? Anh đã làm với Trình Mẫn. Trương Đại Quan Nhân thật sự là dở khóc dở cười, hắn thở dài nói, tôi nói này Cao Liêm Minh, anh đừng ở chỗ này gây thêm phiền được không? Anh và Trình Mẫn sang phòng bên cạnh nói chuyện đi, tôi và Diễm Đông có chuyện quan trọng cần bàn. Trình Mẫn nói, tôi không đi, anh không cho tôi một câu trả lời rõ ràng thì tôi tuyệt đối không đi. Cao Liêm Minh có chút nóng nảy, hắn đã làm gì cô? Trình Mẫn tức giận trừng mắt lườm gã một cái, anh có bệnh à? Nghĩ đi đâu đấy, tôi đến tìm hắn là vì hắn trả cho thiết kế sư Australia kia 70 vạn đô la, cha tôi thì hắn chỉ đưa có một vạn, có kiểu khi phụ người như vậy không? Cao Liêm Minh lúc này mới hiểu rõ Trình Mẫn vì sao tới đây tìm Trương Dương, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm sao không nói sớm, tôi còn tưởng rằng Trương Dương làm gì cô rồi. Cao Liêm Minh nói, bí thư Trương, đây là anh không đúng rồi. Phí thiết kế Duval sao có thể trả nhiều như vậy? Trương Dương nói, người ta đây là đã giảm ra rồi đây, tiêu chuẩn thu phí chính là như vậy, đây là giá giao tình rồi đó. Trình Mẫn nói, cũng là thiết kế, vì sao hắn và cha tôi lại chênh lệch lớn như vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cao Liêm Minh nói, đúng vậy, vì sao lớn như vậy? Hả, bí thư Trương? Các anh cũng quá không công bình rồi, tuy rằng giáo thụ Trình là người Trung Quốc, Duval là người Australia, những đều là thiết kế sư nhất lưu quốc tế, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Trương Dương nhìn thấy thằng cha này cố làm ra vẻ thì ngộ ra gì đó, hắn thở dài nói, anh không hiểu đâu, lúc trước tôi cũng muốn trả thù lao cho giáo thụ Trình theo tiêu chuẩn bình thường, nhưng giáo thụ Trình kiên trì không nhận. Cao Liêm Minh nói, giáo thụ Trình không nhận, nhưng Trình Mẫn không nói là không nhận, anh có thể trả cho cô ta mà. Trình Mẫn nói, anh có ý gì? Quanh co lòng vòng nói tôi tham tiền có phải hay không? Tôi nói cho các anh biết, tôi căn bản không cần tiền, tôi chỉ là không nuốt trôi cục tức này thôi. Cao Liêm Minh nói, đúng vậy, chuyện này mà rơi lên người tôi thì tôi cũng nuốt không trôi, tôi nhìn trái nhìn phải, thiết kế của giáo thụ Trình so với Duval thì cao minh hơn hẳn, Duval nếu đáng giá 70 vạn đô la thì phương án của giáo thụ Trình phải trị giá 100 vạn, phương diện làm người của giáo thụ Trình so với Duval cũng mạnh hơn nhiều. Nhiều tiền như vậy, nói bỏ là bỏ ư, chỉ nhận giá hữu nghị là 1 vạn đồng của Tân Hải, tên nước ngoài đó làm được ư. Chỉ cần danh dự không cần tiền liệu có thể xuất hiện trên người Duval kia không? Cao Liêm Minh lắc đầu nói, không thể, so với giáo thụ Trình Duval chỉ là một thương nhân hám lợi, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tiền, so với khí độ và trí tuệ của giáo thụ Trình thì hắn còn kém cách xa vạn dặm. Trình Mẫn càng nghe càng khó chịu, cô ta hiểu rồi, thằng ôn này là đang phủng sát. Hắn giúp Trương Dương đối phó mình, Trình Mẫn đứng dậy nói, bí thư Trương, bằng hữu của anh nhiều, tôi nói không lại các anh, tôi cũng chẳng nói nhiều nữa, tôi hy vọng các anh có thể đưa ra bồi thường ở phương diện phí thiết kế, 100 vạn nhân dân tệ, anh nếu thật sự hiểu về cha tôi thì sẽ biết con số này không nhiều. Trình Mẫn nói xong xoay người bước đi. Cao Liêm Minh vốn định đuổi theo thì lại bị Trương Dương gọi lại, Trương Dương nói, đuổi theo cô ta để làm gì? Trong mắt chỉ biết có tiền.
người có đạo đức tốt như giáo thụ Trình sao lại sinh ra một đứa con gái như con buôn vậy nhỉ? Cao Liêm Minh cũng nói đỡ cho Trình Mẫn, thật ra cô ta không phải người xấu, chỉ là tính tình cổ quái chút thôi. Trương Dương nói, anh nếu thật sự là lòng nhân ái thì dứt khoát hốt cô ta đi. Thường Hải Thiên nói, Liêm Minh, anh không phải là nhìn chúng cô ta rồi chứ? Cũng không tồi, ý thức kinh tế có vẻ mạnh, loại người này mà làm vợ thì quản lý tài sản khẳng định là tốt lắm. Cao Liêm Minh cười nói, các anh đừng nói móc tôi, thật ra người ta đòi lại công đạo cho cha mình thì có gì mà không đúng, 70 vạn đô la của lão Đỗ các anh còn trả được, thì 100 vạn cũng trả được mà. Trương Dương nói, tôi thực sự không phải là muốn quyệt nợ đâu, lúc trước án chiếu theo giá thị trường để trả thù lao cho giáo thụ Trình, nhưng ông ta kiên trì không nhận, chuyện này tôi đã nói rõ với giáo thụ Trình rồi, làm việc chung trăm ngàn lần không để tình cảm cá nhân xen vào. Cao Liêm Minh nói, tài đại khí thô, đúng là được quốc gia cho 7 tỷ, hiện tại nói năng cũng hùng hồn gớm. Trương Dương cười mắng, 7 tỷ cái rắm, tiền đã tới tay đâu? Hắn nói với Trình Diễm Đông, anh có việc gì à? Trình Diễm Đông gật đầu nói, mộ Hán núi đất phát hiện động đạo, từ tình huống trước mắt cho thấy, thời gian của đạo động cũng không lâu, chắc là chuyện trong vài năm nay, tình huống tổn thất trước mắt vẫn chưa rõ, phải đợi chuyên gia khảo cổ vào mộ thất mới có thể biết được. Trương Dương nhíu mày nói, đám trộm mộ này đáng ghét thật, khó khăn lắm mới phát hiện được một cổ mộ, vậy mà để chúng nhanh chân đến trước. Trình Diễm Đông nói, chỉnh đốn thị trường giao dịch ô tô đã thấy hiệu quả. Chúng tôi đã tiến hành quản lý nghiêm ngặt nhằm vào tình trạng buôn lậu xe tràn lan, đối với nội bộ sở quản xe cũng tiến hành điều tra toàn diện, cảnh viên bị điều tra vì có liên quan tới xe lậu tổng cộng có 60 người, trước mắt đã có 7 người xác định vi phạm luật hình sự, tôi đang chuẩn bị khởi tố họ. Trương Dương nói, đối với loại bại hoại trà trộn vào giới cảnh sát này thì nhất định không thể nương tay, phải tra tới cùng, truy cứu tới cùng, nghiêm trị tới cùng. Bài cái tới cùng này của Trương Đại Quan Nhân đã biểu đạt đầy đủ quyết tâm của hắn. Trình Diễm Đông nói, sở trưởng sở quản xe Triệu Kim Khoa có thể tồn tại vấn đề rất lớn, hắn là phó đại đội trưởng chi đội cảnh sát giao thông Tân Hải, kiêm nhiệm sở trưởng sở quản xe. Trương Dương nói, phát hiện vấn đề thì tra cho tôi. Trình Diễm Đông nói, tôi lần này đến để trưng cầu ý kiến của bí thư Trương. Thường Hải Thiên đứng dậy nói, các anh nói chuyện đi, loại chuyện này không nằm trong phạm vi trông nom của tôi. Thật ra Trình Diễm Đông cũng không coi Thường Hải Thiên là người ngoài. Nếu không thì hắn cũng sẽ không ở trước mặt Thường Hải Thiên nói ra chuyện này. Hắn cười cười với Thường Hải Thiên, Thường Hải Thiên ra ngoài, Cao Liêm Minh cũng ra ngoài theo, hắn là trong lòng có việc, nghĩ tới vừa rồi Trình Mẫn hậm hực bỏ đi, muốn đuổi theo khuyên nhủ cô ta. Trong phòng chỉ còn lại có Trình Diễm Đông và Trương Dương, Trình Diễm Đông nói, trong 16 cảnh viên bị điều tra có không ít người trực tiếp hoặc gián tiếp hối lộ cho Triệu Kim Khoa, tôi trước mắt đã nắm được một số tình huống, nhưng chứng cứ vẫn chưa đủ. Trương Dương nói, Triệu Kim Khoa khẳng định có vấn đề, hắn nếu tận chức tận trách, Tân Hải sẽ không có chuyện xe lậu tràn lan, loại người này thật sự là cặn bã của giới cảnh sát. Trình Diễm Đông nói, Bí thư Trương, ý của ngài là truy cứu tới cùng ư? Trương Dương nghĩ nghĩ, nói khẽ, nếu Triệu Kim Khoa có vấn đề, từ trên người hắn có thể lôi ra những người khác không? Trình Diễm Đông cười cười, ý tứ của hắn rất rõ ràng, loại chuyện này Triệu Kim Khoa không thể lấy thúng úp voi. Sau lưng Triệu Kim Khoa khẳng định còn có người ủng hộ, nói không chừng sẽ thuận theo đầu mối Triệu Kim Khoa này mà lần ra được tới nhân vật cao tầng của Tân Hải. Trương Dương không đợi hắn trả lời, tự mình nói, từ 16 cảnh viên bị tra ra có vấn đề có thể tra được tới Triệu Kim Khoa, từ Triệu Kim Khoa có thể lần được tới người có phân lượng hơn hắn. Trình Diễm Đông nói, Bí thư Trương, xem ra chúng ta phải chuẩn bị cho một chiến dịch lớn rồi. Chương 1572, Giám thị 4. Trương Dương nói, Trình tiểu thư nếu không hay là cô cứ về trước đi, chuyện này tôi sẽ cân nhắc nghiêm chỉnh, nhất định sẽ cho cô một câu trả lời. Hắn là muốn trước tiên đuổi Trình Mẫn đi rồi tính sau. Trình Mẫn hiểu rõ mục đích của hắn, trợn mắt lườm hắn nói, muốn đuổi tôi đi à, đừng có dở trò này với tôi, hôm nay anh nếu không cho tôi một câu trả lời rõ ràng thì tôi không đi đâu. Cô ta nói được thì làm được, ngồi xuống sofa ở bên cạnh. Nếu không phải nể mặt giáo thụ Trình thì Trương Dương đã sớm đuổi cô ta ra ngoài rồi, nhưng Trình Nhuận Sinh giúp Tân Hải nhiều việc như vậy, không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật, dù sao cũng phải cho Trình Mẫn ba phần mặt mũi, Thường Hải Thiên làm ra vẻ lực bất tòng tâm với Trương Dương. Ngay khi họ đang đau đầu không thôi thì Cao Liêm Minh và Trình Diễm Đông tới, Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy Cao Liêm Minh thì giống như gặp được Đại Cứu Tinh, hắn biết Cao Liêm Minh đang theo đuổi Trình Mẫn,
thằng cha này tới thì vừa hay giao được phiền toái cho hắn. Cao Liêm Minh nhìn thấy Trình Mẫn ở đây thì cũng có chút ngạc nhiên, gã kinh ngạc nói, Trình Mẫn, cô tới tìm bí thư Trương có việc gì à? Trình Mẫn ủy khuất cắn cắn môi nói, không có việc gì thì tôi tìm hắn để làm gì? Hôm nay thế nào cũng phải bắt hắn cho tôi một câu trả lời. Nói tới đây cô ta vừa tức giận lại vừa ủy khuất, mắt không ngờ có chút đỏ lên. Cao Liêm Minh nhìn thấy vẻ mặt này của Trình Mẫn thì lập tức nghĩ sai lệch, bởi vì trong lòng Cao Liêm Minh Trương Dương là hạng nhân vật đa tình, hơn nữa rất dễ được nữ hài tử thích, hắn quay sang Trương Dương nói, anh đã làm gì? Anh đã làm với Trình Mẫn? Trương đại quan nhân thật sự là dở khóc dở cười, hắn thở dài nói, tôi nói này Cao Liêm Minh, anh đừng ở chỗ này gây thêm phiền được không? Anh và Trình Mẫn sang phòng bên cạnh nói chuyện đi, tôi và Diễm Đông có chuyện quan trọng cần bàn. Trình Mẫn nói, tôi không đi, anh không cho tôi một câu trả lời rõ ràng thì tôi tuyệt đối không đi. Cao Liêm Minh có chút nóng nảy, hắn đã làm gì cô? Trình Mẫn tức giận trừng mắt lườm gã một cái, anh có bệnh à? Nghĩ đi đâu đấy, tôi đến tìm hắn là vì hắn trả cho thiết kế sư Australia kia 70 vạn đô la, cha tôi thì hắn chỉ đưa có 1 vạn, có kiểu khi phụ người như vậy không? Cao Liêm Minh lúc này mới hiểu rõ Trình Mẫn vì sao tới đây tìm Trương Dương, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm sao không nói sớm, tôi còn tưởng rằng Trương Dương làm gì cô rồi. Cao Liêm Minh nói, bí thư Trương, đây là anh không đúng rồi. Phí thiết kế Nouveau sao có thể trả nhiều như vậy? Trương Dương nói, người ta đây là đã giảm ra rồi đây, tiêu chuẩn thu phí chính là như vậy, đây là giá giao tình rồi đó. Trình Mẫn nói, cũng là thiết kế, vì sao hắn và cha tôi lại chênh lệch lớn như vậy? Cao Liêm Minh nói, đúng vậy, vì sao lớn như vậy? Hả, bí thư Trương, các anh cũng quá không công bình rồi, tuy rằng giáo thụ Trình là người Trung Quốc, Nouveau là người Australia, những đều là thiết kế sư nhất lưu quốc tế, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Trương Dương nhìn thấy thằng cha này cố làm ra vẻ thì ngộ ra gì đó, hắn thở dài nói, anh không hiểu đâu, lúc trước tôi cũng muốn trả thù lao cho giáo thụ Trình theo tiêu chuẩn bình thường, nhưng giáo thụ Trình kiên trì không nhận. Cao Liêm Minh nói, giáo thụ Trình không nhận, nhưng Trình Mẫn không nói là không nhận, anh có thể trả cho cô ta mà. Trình Mẫn nói, anh có ý gì? Quanh co lòng vòng nói tôi tham tiền có phải hay không? Tôi nói cho các anh biết, tôi căn bản không cần tiền, tôi chỉ là không nuốt trôi cục tức này thôi. Cao Liêm Minh nói, đúng vậy, chuyện này mà rơi lên người tôi thì tôi cũng nuốt không trôi, tôi nhìn trái nhìn phải, thiết kế của giáo thụ Trình so với Nouveau thì cao minh hơn hẳn. Nouveau nếu đáng giá 70 vạn đô la thì phương án của giáo thụ Trình phải trị giá 100 vạn, phương diện làm người của giáo thụ Trình so với Nouveau cũng mạnh hơn nhiều, nhiều tiền như vậy, nói bỏ là bỏ ư, chỉ nhận giá hữu nghị là 1 vạn đồng của Tân Hải, tên nước ngoài đó làm được ư. Chỉ cần danh dự không cần tiền liệu có thể xuất hiện trên người Nouveau kia không? Cao Liêm Minh lắc đầu nói, không thể, so với giáo thụ Trình Nouveau chỉ là một thương nhân hám lợi, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tiền. So với khí độ và trí tuệ của giáo thụ Trình thì hắn còn kém cách xa vạn dặm. Trình Mẫn càng nghe càng khó chịu, cô ta hiểu rồi, thằng ôn này là đang phủng sát, hắn giúp Trương Dương đối phó mình. Trình Mẫn đứng dậy nói, bí thư Trương, bằng hữu của anh nhiều, tôi nói không lại các anh, tôi cũng chẳng nói nhiều nữa, tôi hy vọng các anh có thể đưa ra bồi thường ở phương diện phí thiết kế, 100 vạn nhân dân tệ, anh nếu thật sự hiểu về cha tôi thì sẽ biết con số này không nhiều. Trình Mẫn nói xong xoay người bước đi. Cao Liêm Minh vốn định đuổi theo thì lại bị Trương Dương gọi lại, Trương Dương nói, đuổi theo cô ta để làm gì? Trong mắt chỉ biết có tiền, người có đạo đức tốt như giáo thụ Trình sao lại sinh ra một đứa con gái như con buôn vậy nhỉ? Cao Liêm Minh cũng nói đỡ cho Trình Mẫn, thật ra cô ta không phải người xấu, chỉ là tính tình cổ quái chút thôi. Trương Dương nói, anh nếu thật sự là lòng nhân ái thì dứt khoát hốt cô ta đi. Thường Hải Thiên nói, Liêm Minh, anh không phải là nhìn chúng cô ta rồi chứ? Cũng không tồi, ý thức kinh tế có vẻ mạnh, loại người này mà làm vợ thì quản lý tài sản khẳng định là tốt lắm. Cao Liêm Minh cười nói, các anh đừng nói móc tôi, thật ra người ta đòi lại công đạo cho cha mình thì có gì mà không đúng, 70 vạn đô la của lão Đỗ các anh còn trả được, thì 100 vạn cũng trả được mà. Trương Dương nói, tôi thực sự không phải là muốn quyệt nợ đâu, lúc trước án chiếu theo giá thị trường để trả thù lao cho giáo thụ Trình, nhưng ông ta kiên trì không nhận, chuyện này tôi đã nói rõ với giáo thụ Trình rồi. Làm việc chung trăm ngàn lần không để tình cảm cá nhân xen vào. Cao Liêm Minh nói, tài đại khí thô, đúng là được quốc gia cho 7 tỷ, hiện tại nói năng cũng hùng hồn gớm. Trương Dương cười mắng, 7 tỷ cái rắm, tiền đã tới tay đâu?
hắn nói với Trình Diễm Đông, anh có việc gì à? Trình Diễm Đông gật đầu nói, Mộ Hán núi đất phát hiện động đạo, từ tình huống trước mắt cho thấy, thời gian của đạo động cũng không lâu, chắc là chuyện trong vài năm nay, tình huống tổn thất trước mắt vẫn chưa rõ, phải đợi chuyên gia khảo cổ vào mộ thất mới có thể biết được. Trương Dương nhíu mày nói, đám trộm mộ này đáng ghét thật, khó khăn lắm mới phát hiện được một cổ mộ, vậy mà để chúng nhanh chân đến trước. Trình Diễm Đông nói, chỉnh đốn thị trường giao dịch ô tô đã thấy hiệu quả, chúng tôi đã tiến hành quản lý nghiêm ngặt nhằm vào tình trạng buôn lậu xe tràn lan, đối với nội bộ sở quản xe cũng tiến hành điều tra toàn diện, cảnh viên bị điều tra vì có liên quan tới xe lậu tổng cộng có 60 người, trước mắt đã có 7 người xác định vi phạm luật hình sự, tôi đang chuẩn bị khởi tố họ. Trương Dương nói, đối với loại bại hoại trà trộn vào giới cảnh sát này thì nhất định không thể nương tay, phải tra tới cùng, truy cứu tới cùng, nghiêm trị tới cùng. Bài cái tới cùng này của Trương Đại Quan Nhân đã biểu đạt đầy đủ quyết tâm của hắn. Trình Diễm Đông nói, sở trưởng sở quản xe Triệu Kim Khoa có thể tồn tại vấn đề rất lớn, hắn là phó đại đội trưởng chi đội cảnh sát giao thông Tân Hải, kiêm nhiệm sở trưởng sở quản xe. Trương Dương nói, phát hiện vấn đề thì tra cho tôi. Trình Diễm Đông nói, tôi lần này đến để trưng cầu ý kiến của bí thư Trương. Thường Hải Thiên đứng dậy nói, các anh nói chuyện đi, loại chuyện này không nằm trong phạm vi trông nom của tôi. Thật ra Trình Diễm Đông cũng không coi Thường Hải Thiên là người ngoài, nếu không thì hắn cũng sẽ không ở trước mặt Thường Hải Thiên nói ra chuyện này. Hắn cười cười với Thường Hải Thiên ra ngoài, Cao Liêm Minh cũng ra ngoài theo, hắn là trong lòng có việc, nghĩ tới vừa rồi Trình Mẫn hậm hực bỏ đi, muốn đuổi theo khuyên nhủ cô ta. Trong phòng chỉ còn lại có Trình Diễm Đông và Trương Dương, Trình Diễm Đông nói, trong 16 cảnh viên bị điều tra có không ít người trực tiếp hoặc gián tiếp hối lộ cho Triệu Kim Khoa. Tôi trước mắt đã nắm được một số tình huống, nhưng chứng cứ vẫn chưa đủ. Trương Dương nói, Triệu Kim Khoa khẳng định có vấn đề, hắn nếu tận chức tận trách, Tân Hải sẽ không có chuyện xe lậu tràn lan, loại người này thật sự là cặn bã của giới cảnh sát. Trình Diễm Đông nói, Bí thư Trương, ý của ngài là truy cứu tới cùng ư. Trương Dương nghĩ nghĩ, nói khẽ, nếu Triệu Kim Khoa có vấn đề, từ trên người hắn có thể lôi ra những người khác không? Trình Diễm Đông cười cười. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, loại chuyện này Triệu Kim Khoa không thể lấy thúng úp voi, sau lưng Triệu Kim Khoa khẳng định còn có người ủng hộ, nói không chừng sẽ thuận theo đầu mối Triệu Kim Khoa này mà lần ra được tới nhân vật cao tầng của Tân Hải. Trương Dương không đợi hắn trả lời, tự mình nói, từ 16 cảnh viên bị tra ra có vấn đề có thể tra được tới Triệu Kim Khoa, từ Triệu Kim Khoa có thể lần được tới người có phân lượng hơn hắn. Trình Diễm Đông nói, Bí thư Trương, xem ra chúng ta phải chuẩn bị cho một chiến dịch lớn rồi. Chương 1573, lòng trách nhiệm 1. Trương Dương cười nói, đây còn là giảm giá rồi đó, nếu là người khác tìm hắn, thiết kế đống dạng hắn ít nhất cũng lấy 100 vạn đô, những cái này đều có thể tra ra trong ghi chép. Hứa Song Kỳ nói, nhưng Tân Hải chúng ta làm thành thị xanh hóa, phí thiết kế không phải chỉ 1 vạn đồng ư. Trương Dương nghĩ thầm anh cũng biết so sánh ghê, anh không biết đây đều là nhân tình của tôi mang tới tác dụng à. Đổi lại là anh thì một xu người ta cũng chẳng bớt, Trương Dương nói, giáo thụ Trình là người Trung Quốc, lại là đảng viên, Duvo là người nước ngoài, quốc tịch không nhau, không thể so sánh được. Hứa Song Kỳ thở dài nói, tôi cũng không có ý kiến gì, nếu có thực học có thể làm ra phương án thiết kế tốt thì dùng nhiều nhiều tiền như vậy cũng đáng, có điều vẫn đắt quá. Tân Hải chúng ta có cần phải định vị giá cao vậy không? Trương Dương nói, lão Hứa à, chúng ta là đang làm khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Định vị của tôi rất rõ ràng, phải làm thành đệ nhất lưu trong nước, tiền công không thể tiêu bừa được, nhưng tiền nên tiêu thì không thể tiết kiệm một xu. Hứa Song Kỳ nói, tôi chỉ lo người ta có những suy nghĩ khác, người ngoại quốc và người Trung Quốc sao lại kém nhau nhiều tiền như vậy, không tốt đâu. Trương Dương nhìn thoáng qua Hứa Song Kỳ, nghĩ rằng Trình Mẫn hôm nay chạy tới gây sự, chắc không phải chính là đám người này giật dây chứ. Hắn lười tiếp tục giải thích với Hứa Song Kỳ cười nói, việc này tôi sẽ giải thích. Ý tứ rõ ràng, không cần anh quan tâm. Hứa Song Kỳ nói, còn có một việc. Y tạm dừng một chút rồi nói, Bí thư Trương có chú ý tới chuyện thị trường giao dịch ô tô không? Trương Dương nói, có nghe nói, thông qua một đoạn thời gian chỉnh đốn, tình trạng hỗn loạn của thị trường giao dịch ô tô đã được cải thiện rất lớn, hiện tượng buôn lậu xe cơ bản cũng được ngăn chặn. Hứa Song Kỳ nói, thị trường trật tự là tốt, nhưng gần 1/3 thương gia đóng cửa, hiện tại phong trào đóng cửa này còn kéo dài. Theo như tôi biết, rất nhiều thương gia đều tới Lâm Mông có chính sách tốt hơn, quản lý khoan dung hơn.
Trương đại quan nhân cười nói, anh nói quản lý khoan dung hơn tôi tin, nhưng chính sách tốt hơn ư. Hắn lắc đầu nói, để mặc cho buôn lậu, phóng túng cho phạm tội. Cái này gọi là chính sách tốt ư. Hứa Song Kỳ nói, không phải có ý này, tôi chỉ là cho rằng, chúng ta trong chỉnh đốn thị trường giao dịch ô tô có phải quá nghiêm khắc hay không? Đả kích phạm tội buôn lậu không có gì là không đúng, nhưng chúng ta không nên bởi vì chỉnh đốn mà làm ảnh hưởng tới sự phồn vinh của thị trường. Thị trường giao dịch ô tô Tân Hải trải qua rất nhiều năm kinh doanh mới đạt tới sự phồn vinh trước mắt, mới trở thành thị trường giao dịch ô tô lớn nhất Bắc Cảng, thậm chí toàn bộ Bình Hải. Nhưng hiện tại trải qua sự chỉnh đốn của chúng ta, thị trường có một nửa thương gia đóng cửa, doanh nghiệp kiên trì thì kinh doanh ế ẩm, chỉnh đốn là vì phục vụ cho thị trường chứ không phải để hủy diệt thị trường toàn bộ. Hứa Song Kỳ chấn chấn hữu từ nói. Trương Dương nói, nếu thị trường này do giao dịch pháp chống đỡ, như vậy phồn vinh mà anh thấy đều là biểu hiện giả dối, bất kể loại phồn vinh giả dối này mang đến bao nhiêu lợi ích cho Tân Hải, nhưng chúng ta cẩn thận ngẫm lại, lợi ích mà nó mang đến đã tổn hại tới lợi ích của quốc gia, lợi ích như vậy tôi thà rằng không cần. Hứa Song Kỳ nói, tôi không phủ nhận trong thị trường quả thực có một số hiện tượng không tốt, nhưng anh cũng không thể phủ nhận đại đa số nghiệp chủ thị trường vẫn tuân kỷ thủ pháp, không thể bởi vì chế tài và quản lý một bộ phận số ít mà ảnh hưởng đến lợi ích của đại đa số người kinh doanh. Cái này là bất hợp lý. Chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, vì chỉnh đốn mà làm hoang phế toàn bộ thị trường. Trương Dương nói, lão Hứa, so sánh của anh không thỏa đáng, theo tôi thấy tình huống của thị trường giao dịch ô tô là, một con chuột ỉa vào làm bẩn cả nồi canh, nếu ở trong nồi canh phát hiện được một cục cứt của con chuột, anh sẽ lựa chọn gầy cứt ra rồi uống tiếp, hay là đổ toàn bộ nồi canh đi, sau đó làm lại một nồi canh sạch sẽ. Cái này... Hứa Song Kỳ không còn gì để nói, y hiển nhiên không thể uống nồi canh có mùi cứt chuột. Trương Dương nói, có những vấn đề phải một bước cũng không nhường. Hứa Song Kỳ gật đầu, y vốn đang có việc muốn hỏi Trương Dương, nhưng sau khi Trương Dương nói xong những lời này thì y không còn cần phải nói tiếp nữa rồi. Trước khi Hứa Song Kỳ đi vẫn để lại một lời khuyên cho Trương Dương, bí thư Trương, có một số tệ đoan mọi người đều nhìn thấy, nhưng một số chuyện không phải cứ muốn giải quyết là được đâu. Trương Dương mỉm cười nói, chuyện uốn cong thành thẳng sẽ không phát sinh trên người tôi. Hứa Song Kỳ không biết Trương Dương từ đâu mà tự tin như vậy, nên nói là tự đại mới đúng, mỗi lần nói chuyện với Trương Dương xong y đều cảm thấy hối hận, tội gì phải thế, nói chuyện với loại người tự cao tự đại này có nói nhiều đến mấy cũng chỉ là uổng phí khí lực. Sau khi Hứa Song Kỳ rời khỏi văn phòng, Trương Dương mới nhớ tới mình hôm nay tới đây, mục đích chính yếu là vì chuyện của 16 cảnh viên làm trái quy định của sở quản xe. Nhưng sau khi nhìn thấy Trương Dương không ngờ đã quên nói ra. Cái này cũng có liên quan tới thói quen nhiều năm trước tới nay của Hứa Song Kỳ, trong lòng rõ ràng nghĩ gì đó, nhưng lại cứ muốn quanh co lòng vòng một phen. Đương nhiên cảnh giới vòng vo của Hứa Song Kỳ rất cao, dùng đề tài phụ vòng vo nhằm tạo cho người ta mọi loại cảm giác sai lầm là đang đi thẳng vào vấn đề, nhưng y cuối cùng vẫn bị Trương Dương chọc cho tức giận bỏ đi, đề tài phụ nói xong, đề tài chính không ngờ lại quên mất. Hứa Song Kỳ trở lại văn phòng của mình. Không bao lâu sau thì điện thoại vang lên, y cầm điện thoại chỉ nghe thấy giọng đối phương, không trả lời câu nào mà gác ngay điện thoại. Trình Diễm Đông trong một ngày bắt 16 nhân viên quản xe tới hỏi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trương đại quan nhân sau khi tan tầm tới làng trại ăn cơm, khi lái xe đi qua đường Tam Mã thì nhìn thấy xanh hóa ven đường đang tiến hành, một bóng người quen thuộc đứng ở ven đường, đang rất nghiêm túc quan sát gì đó. Trương Dương nhận ra người phía trước không ngờ là giáo thụ Trình Nhuận Sinh, hắn vội vàng đỗ xe ở ven đường. Mở cửa xe đi đến chỗ giáo thụ Trình. Trình Nhuận Sinh tựa hồ đang không hài lòng với thi công, lớn tiếng quát người phụ trách thi công hiện trường. Trương Dương đứng ở phía sau ông ta một hồi lâu, Trình Nhuận Sinh mới phát hiện hắn đến, lắc đầu nói, tôi đã nói muốn tới hiện trường để xem, trồng thực vật có chỗ bất đồng với trong thiết kế của tôi yêu cầu là cây thạch nam lá đỏ, bọn họ đổi thành cây sồi xanh. Hoàn toàn bất đồng. Người phụ trách nhìn thấy Trương Dương thì vội vàng cúi đầu khom lưng nói, bí thư Trương, chúng tôi lập tức thay, lập tức thay. Trương Dương rất thích thái độ công tác cẩn thận tỉ mỉ của Trình Nhuận Sinh, hắn cười nói, giáo thụ Trình, đã tan tầm rồi, ngài không về nghỉ ngơi à? Trình Nhuận Sinh nói, không yên tâm, cho nên tới mấy chỗ công trường xem. Trương Dương nói, tôi đưa ngài nhé. Trình Nhuận Sinh lắc đầu nói, tôi đã nói với Hồ Tử rồi, anh ta nửa tiếng nữa sẽ tới đón tôi. Trương Dương nhớ tới chuyện hôm nay Trình Mẫn đến văn phòng tìm mình, hắn đi đến ở bên cạnh Trình Nhuận Sinh, nói khẽ, giáo thụ Trình về chuyện phí dụng thiết kế tôi muốn bàn lại với ngài một chút,
lần trước mời ngài thiết kế không bao gồm phí dụng thiết kế xanh hóa cho khu bảo lưu thuế nhập khẩu tương lai, lần này bắt ngài sửa đổi phương án thiết kế tốn không ít thời gian và tinh lực của ngài, cho nên phương diện trả thù lao chúng tôi nhất định sẽ bồi thường cho ngài. Trình Nhuận Sinh có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, chuyện đã nói rồi sao phải thay đổi? Chuyện tôi đã đáp ứng có thay đổi bao giờ đâu, nếu đã nói là sẽ phụ trách xanh hóa Tân Hải tới cùng thì tôi sẽ làm, anh không tin tôi à? Trương Dương vội vàng giải thích, không phải. Trình Nhuận Sinh lập tức đoán được gì đó, ông ta thấp giọng hỏi, có phải Tiểu Mẫn tìm anh nói bậy bạ gì đó không? Trương Dương nói, không, hắn trước giờ không phải là hạng người thích bàn lộng thị phi. Trình Mẫn tuy rằng tính tình cổ quái một chút nhưng với lòng dạ của Trương Đại Quan Nhân thì vẫn chưa tới mức đi chấp nhặt với cô ta. Trình Nhuận Sinh nói, anh đừng gạt tôi, nhất định là nó tìm anh nói gì đó rồi, Trương Dương, tính nó là vậy đó, anh đừng chấp nó. Trương Dương cười nói, giáo thụ Trình, chuyện này không liên quan tới Trình Mẫn, là tôi thấy phí dụng thiết kế trả ngài hơi thấp, với danh tiếng và trình độ của ngài thì không thể chỉ có con số đó được. Trình Nhuận Sinh nói, một người đi làm việc không ngoài ba loại nguyên nhân, thứ nhất là vì lợi ích, thứ hai là bị bức bất đắc dĩ, thứ ba là vì có hứng thú. Trương Dương cười nói, vậy ngài giúp Tân Hải làm thiết kế xanh hóa chính là loại thứ ba. Chương 1574, lòng trách nhiệm 2. Trình Nhuận Sinh mỉm cười nói, tuy rằng Tân Hải đến thời gian không dài, đối với tòa thành nhỏ này cũng không biết nhiều lắm, nhưng tôi đã thích nơi này, tiền chỉ là quan trọng nhất đối với người cần tiền, tôi không thiếu tiền, cái tôi cần một hoàn cảnh công tác thoải mái, có thể quán triệt chấp hành thiết kế của tôi. Hơn nữa giữa chúng ta tiếp xúc rất khoái trá, tôi thích loại bầu không khí thoải mái này. Trương Dương nói, giáo thụ Trình cảm thấy thoải mái khi ở Tân Hải ư. Trình Nhuận Sinh nói, nếu không thoải mái thì tôi đã sớm đi rồi. Trương Dương bật cười. Trình Nhuận Sinh nói, Tiểu Mẫn không phải là một đứa nhỏ tham tài, nó ngộ nhận rằng tiền ít nhiều đại biểu cho sự tôn trọng đối với tôi, thật ra nó cũng không rõ, sự tôn trọng chân chính là người khác công nhận anh từ tận đáy lòng. Tân Hải bất kể là hoàn cảnh tự nhiên hay là hoàn cảnh công tác đều khiến tôi cảm thấy hài lòng, tôi thực sự muốn thông qua sự giúp đỡ của tôi có thể khiến tòa thành nhỏ này trở nên tốt đẹp hơn. Trương Đại Quan Nhân bị những lời này của Trình Nhuận Sinh làm cho cảm động, quả thực tiền tài đối với người ta mà nói không phải là quan trọng nhất, tôn trọng mới là căn bản, nhân phẩm và lòng trách nhiệm của Trình Nhuận Sinh đều khiến hắn cảm thấy bội phục cảm giác sâu sắc. Trương Dương tới khách sạn tên là Làng Trài Hải Đảo, những người khác đều đã đến. Thường Hải Thiên cố ý nhấc tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, bí thư Trương anh tới muộn nửa giờ. Trương Dương cười nói, trên đường gặp giáo thụ Trình, cho nên hàn huyên vài câu. Thằng cha này hiện tại ra vào trường hợp công chúng luôn thích đeo kính mắt, trông thì rất hào hoa phong nhã, người không quen hắn thật sự là không liên hệ được với một bí thư huyện ủy, chiêu thức ấy hắn học được từ Tần Thanh. Thường Hải Thiên nói, giáo thụ Trình có nói gì không? Trương Dương nói, giáo thụ Trình là một người tốt. Tôi cũng nói là muốn tăng thêm một chút phí thiết kế nhưng người ta không cần. Thường Hải Thiên nói, tôi đã nói rồi, giáo thụ Trình không phải người tham tiền. Thường Hải Tâm nói, chuyện này các anh cũng đừng trách Trình Mẫn, cô ta cảm thấy tổn thương bởi bất công cho cha thôi, nếu là một người ngoài cuộc như tôi, chuyện này các anh làm có chút không phúc hậu, dựa vào gì mà trả cho thiết kế sư ngoại quốc 70 vạn đô la, giáo thụ Trình thì chỉ có 1 vạn đồng. Trương Dương nói, tôi nghĩ kỹ rồi. Mấy ngày nữa sẽ mời giáo thụ Trình làm cố vấn vinh dự của Bộ Chỉ huy xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu, cũng trao tặng danh hiệu thị dân vinh dự của Tân Hải cho ông ta. Cố Dưỡng Dưỡng cười nói, em có nghe lầm không? Tân Hải đã phải là thành phố đâu? Trương Dương nói, sớm muộn gì cũng phải, anh vừa nhận được tin tức đáng tin cậy, trước mùng 1 tháng 7 năm nay chuyện Tân Hải bỏ huyện lập thành phố sẽ được phê duyệt. Hồ Nhân Như nói, vậy cần phải chúc mừng rồi. Thường Hải Tâm và Cố Dưỡng Dưỡng đứng dậy đi gọi món ăn, Trương Dương nói với Hồ Nhân Như và Thường Hải Thiên, thế nào rồi? Đã bàn xong chưa? Thường Hải Thiên gật đầu, chuyện cổ phần tôi không đồng ý, hay là trừ bỏ hết quan hệ đi, nếu đã lựa chọn con đường chính trị này, tốt nhất là rũ sạch liên quan với thương trường bằng không về sau sẽ bị người ta lấy ra bêu dếu. Gã cân nhắc vấn đề vẫn luôn rất chu đáo. Hồ Nhân Như nói, có điều như vậy thì anh sẽ tổn thất không ít. Thường Hải Thiên cười nói, mọi người đều là người một nhà, thịt ở trong nồi, nói sao cũng không thể để cho người khác chiếm tiện nghi được, cho dù là nhà xưởng ở trong tay rồi, chưa chắc đã đảm bảo có thể sinh lợi. Thường Hải Tâm và Cố Dưỡng Dưỡng hai người đi gọi món ăn đã trở lại, Cố Dưỡng Dưỡng nói, hải sản ở đây rẻ thật đấy, so với cảng Phú Lâm thì quả thực là cách biệt một trời.
Trương Dương nói, Phú Lâm là nơi nào chứ? Là hắc điếm chém người nhất Tân Hải, đơn giản chỉ trang hoàng xa hoa một chút, thức ăn không bằng nơi này đâu, một bàn ăn giống nhau, bên này 600 thì bên kia phải 3000. Cố Dưỡng Dưỡng nói, vậy sinh ý bên cảng Phú Lâm đó sao tốt thế? Thường Hải Tâm cười nói, những năm nay, người ta thường thường chỉ chọn quý không chọn đúng. Thường Hải Thiên nói, chẳng phải toàn vác tiền nhà ngước đi ăn uống ư, tới cảng Phú Lâm tiêu xài có mấy ai thực sự dùng tiền của mình. Cơ hồ đều là ăn uống công khoản. Mấy người chiếu ánh mắt nhìn về phía Trương Dương, trên đất Tân Hải ăn uống bằng công khoản khẳng định không thể không có trách nhiệm của vị bí thư huyện ủy này. Trương Dương nói, ê ê, đừng có dùng loại ánh mắt này để nhìn tôi, ăn uống công khoản là một hiện tượng phổ biến toàn quốc, đâu đâu cũng thế, tôi trong thu chi tiền công quản lý nghiêm khắc nhưng trước mắt hiệu quả không lớn. Hồ Nhân Như nói, phương diện này rất khó quản lý, cho dù anh có thể quản tốt việc ăn uống công khoản của chính phủ huyện và huyện ủy thì đơn vị cơ sở mà anh không thấy thì sao? Cho dù anh có thể quản tốt hệ thống hành chính thì xí nghiệp anh có thể quản được ư? Chuyện ăn uống công khoản không phải quản lý nghiêm khắc là có thể giải quyết được, tôi thấy vẫn là vấn đề quan niệm tư tưởng, mọi người đều cảm thấy đồ của nhà nước, không ăn cũng phí, có ăn thì cũng chả sao. Cố Dưỡng Dưỡng giận dữ nói, loại người lãng phí lương thực quốc gia như vậy là đáng giận nhất. Trương Dương nói, thôi thôi, hôm nay chúng không phải ăn công khoản, tôi dùng tiền của mình trả. Cả đám người bị Trương Dương làm cho tức cười. Thường Hải Thiên nói, anh yên tâm đi, phương diện chi tiêu của khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải tôi nhất định sẽ khống chế nghiêm khắc. Phương diện này tôi có một ý tưởng, chi tiêu công vụ nên xác định địa điểm rõ ràng, tùy thời kiểm tra thí điểm, tận khả năng ngăn chặn hiện tượng lãng phí. Thường Hải Tâm ăn một con tôm biển, cười nói, nơi này không tồi, vật ngon giá rẻ, khu bảo lưu thuế nhập khẩu của các anh xác định địa điểm là nơi này đi. Trương Dương nói, hoàn cảnh kém một chút, bằng hữu tụ hội thì còn được, mở tiệc chiêu đãi khách quý thì không được. Hồ Nhân Như nói, cho nên mới nói, người Trung Quốc chúng ta rất sĩ diện, làm chuyện gì cũng phải làm đủ mặt mũi, không mệt à. Mấy người đang nói chuyện phiếm thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng loảng xoảng, hình như có chén bát bị đập vỡ, thỉnh thoảng vang lên tiếng hét hoảng sợ. Trương Dương đang chuẩn bị ra xem thì cửa phòng bị người ta một cước đá văng, mấy người vạm vỡ hung thần ác sát chỉ vào bọn họ nói, ra ngoài hết. Trương Đại Quan Nhân bực lắm, sao đột nhiên lại bị đám người này làm cho mất hứng, hắn lạnh lùng nhìn đám người đó, dựa vào gì? Ít nói nhảm thôi, công an phá án. Một người trong đó lắc lư mũ cảnh sát, tuy rằng chỉ liếc qua một cái, nhưng Trương Đại Quan Nhân cũng có thể kết luận đó không phải giả. Hắn không lập tức phát tác, mấy người Thường Hải Thiên không nói gì, có Trương Dương ở đây, loại chuyện này căn bản không cần bọn họ xử lý. Trương Dương nói, án gì? Chúng tôi không phạm pháp, cơm cũng chưa ăn xong. Anh có phải là muốn tìm phiền phức không? Mau biến đi. Thường Hải Thiên, nói không cần tính tiền à? Mau đi đi. Trương Dương nghĩ thầm quấy rầy lão tử ăn cơm, tôi lập tức sẽ tính sổ với các ngươi. Mấy người đứng dậy rời khỏi phòng thì nhìn thấy trong đại sảnh là một mảng đống hỗn độn, khách nhân đang lục tục rời khỏi, bể cá của khách sạn cũng bị đập vỡ, nước chảy xuống đất, bên trên có mấy con cá đang giãy chết. Có một người nằm trên mặt đất đầy nước, mặt đầy là máu, co ro rên đau đớn. Cố Dưỡng Dưỡng nhìn thấy thảm trạng trước mắt, sợ đến nỗi kêu một tiếng, cầm cánh tay Trương Dương. Phải nói từ sau khi Trương Đại Quan Nhân tới Tân Hải, chị An của Tân Hải cũng có chuyển biến tốt. Nhất là ở khu trung tâm thị trấn, Trình Diễm Đông sau khi thương nhiệm đã tiến hành chỉnh đốn trị an, loại hiện tượng công khai đánh nhau này đã không còn thấy nhiều. Trương Đại Quan Nhân định nghĩa tất cả trước mắt là đánh nhau công khai, không phải bởi vì hắn không tin thân phận của đám công an vừa rồi, mà là hắn cho rằng công an không nên đánh người ở nền công cộng, cho dù là đối mặt với một người bị hiềm nghi phạm tội thì dưới tình huống như vậy, đám công an này cũng sẽ mang tiếng chấp pháp thô bạo. Ông chủ cửa hàng hét lên thảm thiết. Công an đánh người, còn có thiên lý, còn có vương pháp hay không, Chu Vĩnh Quý, tôi không chuyện nhượng nhà hàng cho anh thì anh muốn cướp à. Một gã trắc niên thấp lùn tiến lên đá cho hắn một cước này cực thâm, đá cho ông chủ nhà hàng không nói được gì nữa. Cố Dưỡng Dưỡng nói khẽ Tân Hải các anh loạn quá. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe thấy câu này thì ra mặt bất giác phát sốt, thân là bí thư huyện ủy, hắn không thể nào đẹp mặt cho được. Hắn đi ra ngoài cửa khách sạn thì nhìn thấy không ít người xem náo nhiệt đang đứng đó chỉ trỏ trỏ, Thường Hải Thiên ghé tới nghe, đa số đều nói những công an đó không đúng. Trương Dương đi sang một bên gọi điện thoại cho Trình Diễm Đông, Trình Diễm Đông nói, tôi lập tức tới ngay. Trương Dương nói, chờ anh tới thì có người bị đánh chết rồi.
Khi nói câu này thì nhìn thấy một đám công an còng ông chủ nhà hàng ra. Một phụ nữ trung niên đầu tóc rũ rượu chạy đến cản họ thì bị đẩy đi, phụ nữ trung niên đó hét lên, đồn trưởng Chu, chúng tôi không làm nữa, chúng tôi không làm nữa. Chương 1575, sự kiện đột nhiên 1. Tên trung niên thấp bé chính là đồn trưởng Chu Vĩnh Quý của đám công an này, hắn lạnh lùng nói, hiện tại hối hận cũng muộn rồi, các người tổ chức xã hội đen, nhiễu loạn trật tự thị trường. Khi hắn đang đọc các hành vi phạm tội thì trong đám người thình lình có một đứa nhỏ hơn 10 tuổi lao ra, bởi vì dáng người nó nhỏ gầy nên tất cả mọi người không chú ý tới nó. Đứa nhỏ đó cầm trong tay một cái ống tuyếp hung hăng nện ở vào lưng Chu Vĩnh Quý, tao giết mày, mày đánh cha tao. Chu Vĩnh Quý đột nhiên trúng đòn, thân thể lắc lư, sau gáy có một dòng máu chảy ra, hắn suýt nữa thì ngã xuống đất, một người bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn. Ống tuyếp của đứa bé vẫn tiếp tục nện vào đầu hắn. Lúc này một gã cảnh viên móc súng lục ra nhắm vào nó định bắn. Trương đại quan nhân nhìn thấy vậy, mũi chân khẽ nhúc nhích gẩy một hòn đá lên, sau đó tung ra một cước. Hòn đá đó bay đi như viên đạn, nện đúng vào cổ tay của người móc súng. Bùng một tiếng, khiến cho đại bộ phận người ở hiện trường đều xuống. Không lâu liền truyền đến tiếng kinh hô, tiếng khóc nỉ non. Đám người vây xem không hề bị tiếng súng đuổi đi, ngược lại càng tụ càng nhiều. Khi đám người Chu Vĩnh Quý bắt được đứa nhỏ tấn công thì sự phẫn nộ của quần chúng vây xem đã bị đốt cháy lên, không biết là ai kêu một tiếng, đờ tê con mẹ nó, mà cảnh phục thì hay lắm à, ỷ thế hiếp người, không phải là muốn cướp nhà hàng của người ta ư. Mấy người Trương Dương và Thường Hải Thiên đứng ở bên ngoài, nghe thấy giọng nói phẫn nộ của người dân thì đều cảm thấy được một số chỗ bất thường. Mấy cảnh sát bị quần chúng vây xem vây ở giữa, Chu Vĩnh Quý ôm cái đầu đổ máu, lớn tiếng uy hiếp, mau tránh ra. Các người đây là phạm tội xã hội đen có tổ chức, có tin tôi bắt hết không? Có gan thì bắt đi. Đúng rồi, có gan thì bắt đi. Quần chúng phẫn nộ, mắt thấy tình tự của người dân không thể khống chế được, đám người Chu Vĩnh Quý sắc mặt cũng có chút thay đổi. Đúng lúc này Trình Diễm Đông dẫn đội chạy tới, hắn dẫn cảnh sát tách đám công an kia và quần chúng ra, nhìn Chu Vĩnh Quý đầu dày máu me, Trình Diễm Đông giận dữ hét, Chu Vĩnh Quý, làm cái trò gì đó. Chu Vĩnh Quý căn bản không ngờ lại kinh động tới cục trưởng công an, hắn nói khẽ có người tố cáo ông chủ làng trài Hải Đảo bị tình nghi dính líu đến phạm tội xã hội đen có tổ chức, cho nên tôi tới đây điều tra. Vì sao không mặc cảnh phục? Hả, ai phê chuẩn cho anh hành động? Trình Diễm Đông lớn tiếng chất vấn. Chu Vĩnh Quý ôm đầu, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng đầu, thằng cha này được thể ngã xuống. Người bên cạnh kinh hô, đồn trưởng Chu xỉu rồi. Trình Diễm Đông nhíu mày, trước tiên đưa tới bệnh viện đã, lát nữa sẽ điều tra tình huống. Khi nói chuyện thì Trương Dương từ trong đám người đi ra, hắn vươn tay tóm lấy mạch môn của Chu Vĩnh Quý sau đó đứng dậy nhấc chân đá một cái lên người Chu Vĩnh Quý đau quá rên lên. Trương Dương nói với Trình Diễm Đông, nhìn thấy không, giả vờ giống nhỉ, lính của anh đúng là diễn viên giỏi. Chu Vĩnh Quý sắc mặt hết xanh rồi lại tiếng, hắn cũng không biết Trương Dương là thần tiên nơi nào. Không ngờ nhìn thấu mình té xỉu là giả vờ. Trình Diễm Đông tức giận gật đầu, mang tất cả về điều tra cho tôi. Sau khi người ở hiện trường giải tán, Trình Diễm Đông đi tới trước mặt Trương Dương nói khẽ, Bí thư Trương, chuyện là sao vậy? Trương Dương nói, tình huống cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, có điều bất kể đạo lý ở phía ai thì một đám cảnh sát đều không có quyền đuổi khách của nhà hàng, vừa rồi còn có một tên cảnh sát thiếu chút nữa thì rút súng bắn chết một thằng bé, may mà tôi lúc đó cản kịp. Nếu không thì lớn chuyện đấy. Trình Diễm Đông cắn cắn môi nói, đám hỗn đản này, tôi lát nữa sẽ không tha cho bọn họ. Trương Dương nói, vừa rồi nghe người dân chung quanh nói, Chu Vĩnh Quý kia cũng mở một nhà hàng ở bên cạnh, hắn thấy sinh ý bên này thịnh vượng thì đố kỵ, cố ý đòi tra xét, anh điều tra thử đi, nếu chuyện này là thật thì tính chất vô cùng ác liệt đấy. Trình Diễm Đông không khỏi thở dài, đội ngũ công an Tân Hải đúng là tốt xấu lẫn lộn, xem ra chỉnh đốn vẫn phải tiếp tục. Cố Dưỡng Dưỡng ở bên cạnh thầm oán, đang ăn ngon thì bị đám cảnh sát xấu phá hỏng. Trương Dương cười nói, chuyện còn chưa điều tra rõ, em sao nhận định bọn họ là cảnh sát xấu. Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh nhìn bộ dạng của người vừa rồi xem, vừa lùn vừa béo, cảnh sát nếu ai cũng trông như hắn thì đừng nói tới bắt cướp, chạy bộ thôi cũng thành vấn đề rồi. Mấy người đều bật cười, Trình Diễm Đông có chút xấu hổ, thật ra loại chuyện này hắn đã nhìn ra đại khái. Vừa rồi đã điều tra mấy quần chúng vây xem, lại nghe những lời Trương Dương nói, cơ hồ có thể nhận định đây là sự kiện cảnh sát lạm dụng chức quyền trả đũa thù riêng,
Trình Diễm Đông bởi vậy mà cảm thấy hệ thống cảnh vụ Tân Hải muốn hoàn toàn trong sạch thì còn phải cần thời gian. Trình Diễm Đông đang chuẩn bị cáo từ thì di động của hắn đổ chuông, sau khi bắt máy, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, liên tục truy hỏi, thật ư? Thật ư? Đợi sau khi hắn xác nhận thì vẻ mặt có chút uể oải, gác điện thoại, quang sang nói với Trương Dương, bí thư Trương Triệu Kim Khoa nhảy lầu rồi. Trương Dương mới nghe thì không nhớ ra Triệu Kim Khoa là ai, nhưng rất nhanh hắn liền nhớ ra người này, Triệu Kim Khoa không phải là sở trường sở quản xe ư. Hôm nay ban ngày Trình Diễm Đông còn nói người này rất có thể có vấn đề về tham ô hủ bại, không ngờ giờ lại xảy ra chuyện. Trương Dương nói, tự sát hay là ai giết? Trình Diễm Đông nói, từ tầng 10 khách sạn Minh Duyệt nhảy xuống, người thì đã chết rồi, tôi giờ tới hiện trường điều tra đây. Trương Dương gật đầu, tâm tình cũng trở nên có chút trầm trọng, chuyện này thật sự là quá khéo, ban ngày hôm nay mới thảo luận có cần điều tra Triệu Kim Khoa không thì buổi tối hắn đã nhảy lầu, sau lưng chuyện này rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là tất nhiên. Ngày hôm sau Trương Dương vừa tới đơn vị thì Trình Diễm Đông liền tới văn phòng hắn, báo cáo kết quả điều tra tối hôm qua với hắn. Trình Diễm Đông mắt đầy tơ máu, nhìn ra được hắn cả một đêm không ngủ, Trương Dương bảo Phó trưởng Trình rót cho hắn cốc nước, Trình Diễm Đông uống rồi thở hổn hển nói, chuyện đã cơ bản đã điều tra xong, cái chết của Triệu Kim Khoa chắc không phải tự sát. Trương Dương không hề cảm thấy quá ngạc nhiên, chuyện này nằm trong dữ liệu của hắn, trong nát hắn người có thể lăn lộn ra được chút thành tích ở quan trường tố chất tâm lý tất nhiên rất cứng rắn, trước mắt điều tra đối với Triệu Kim Khoa vẫn chưa chính thức bắt đầu. Chỉ có bắt có 16 cảnh viên của sở quản xe, hắn đã tinh thần sụp đổ lựa chọn nhảy lầu, thế thì quá yếu đuối rồi. Trình Diễm Đông nói, tuy rằng ngụy tạo hiện trường rất tốt, nhưng tôi vẫn ở hiện trường phát hiện một số dấu vết đánh nhau, trên người Triệu Kim Khoa cũng thấy được mấy chỗ bầm dập, hắn là trần xuống ngã từ tầng 10 xuống. Trương Dương nói, có manh mối của hung thủ hay không? Trình Diễm Đông lắc đầu nói, trước mắt trừ một số chứng cứ có thể chứng minh là hắn bị giết ra thì không có chứng cứ hữu lực nào khác. Chúng tôi đã điều tra băng ghi hình giám sát hôm qua mới phát hiện máy ghi hình trong phòng hắn đã hỏng. Trương Dương nói, người giết hắn nhất định là chủ mưu đã lâu, sợ hắn lại bại lộ tội của mình, cho nên tiên hạ thủ vi cường, sau khi Triệu Kim Khoa chết, tất cả manh mối sẽ bị đứt từ hắn. Trình Diễm Đông nói, quả thực là vậy, trong túi của Triệu Kim Khoa tìm được $1 vạn tiền mặt, đồng hồ của hắn cũng có giá trị hơi 20 vạn nhân dân tệ, ngoài ra còn có một số hóa đơn tiêu phí của hắn ở Mị Lực màu lam. Trương Dương nhíu mày, một sở trường sở quản xe của một thị trấn nho nho không ngờ có hơn $1 vạn tiền mặt, đồng hồ mấy chục vạn chỉ cần hai điểm này có thể chứng minh người này trên kinh tế có vấn đề rất lớn. Trình Diễm Đông nói, trong phòng còn phát hiện một số thuốc phiện và bao cao su, tôi hoài nghi lúc ấy trong phòng chắc có nữ nhân. Trương Dương nói, Triệu Kim Khoa hít thuốc phiện ư. Trình Diễm Đông nói, giải phẫu thi thể ủng hộ điểm này, có điều rất khó chứng minh là hắn hít thuốc phiện hay là bị người ta tiêm vào. Trương Dương trầm mặc, cái chết của Triệu Kim Khoa khiến trong lòng hắn bị phủ lên một tầng mây đen, vốn hắn đã quyết định tạm thời buông tha Triệu Kim Khoa, tránh cho đả thảo kinh xà quá sớm, nhưng vẫn bị người khác phát hiện động cơ của bọn họ, trước khi bọn họ triển khai điều tra toàn diện Triệu Kim Khoa thì đã hoàn toàn diệt trừ manh mối này. Trình Diễm Đông nói, bí thư Trương, tôi muốn tiến hành điều tra chỗ ở của Triệu Kim Khoa. Trương Dương gật đầu nói, lục soát, xem có thể tìm ra chứng cứ khác hay không. Trong lòng hắn đối với loại điều tra này không ôm hy vọng quá lớn, bàn tay đen trốn phía sau đã có thể xuống tay với Triệu Kim Khoa thì sẽ cân nhắc vô cùng chu đáo tất cả cái khác, sẽ không lưu lại dấu vết quá rõ ràng để bọn họ tới điều tra. Chương 1576, sự kiện đột nhiên 2. Trình Diễm Đông nói, cái chết của Triệu Kim Khoa dẫn tới chấn động rất lớn, người nhà của hắn kiên trì cho rằng hắn bị giết. Trương Dương nói, cứ dựa theo trình tự pháp định mà tiến hành điều tra. Không có chứng cứ xác thực thì nhất định đừng manh động. Trình Diễm Đông thở dài, bí thư Trương, giới cảnh sát của Tân Hải thật đúng là hỏng hết rồi, chuyện đêm qua tôi đã điều tra xong, Chu Vĩnh Quý đó quả nhiên có vấn đề, quán rượu Hải Phong ở bên cạnh làng chài Hải Đảo là vợ hắn mở, sinh ý thủy chung không bằng làng chài Hải Đảo, cho nên Chu Vĩnh Quý liền muốn mua nhà hàng của người ta, kết quả đối phương không đồng ý cho nên bởi vậy mà kết mối thủ truyền kiếp, hai nhà hàng bởi vì chuyện sinh ý mà không ngừng va chạm. Cuối cùng phát triển thành một màn đó ngày hôm qua. Chu Vĩnh Quý này quan báo tư thù, lạm dụng chức quyền thực sự là vô cùng đáng giận. Trương Dương tức giận nói, loại cảnh sát này thì giữ lại làm gì? Lột sao hắn, tất cả những người hôm qua tham gia cùng hắn thì khai trừ toàn bộ, nên xử lý thì xử lý, nên xử theo pháp luật thì xử theo pháp luật.
Trương đại quan nhân thực sự có chút phát hỏa rồi, tới Tân Hải đã được một đoạn thời gian, vì chỉnh đốn hoàn toàn trật tự xã hội của Tân Hải còn đặc biệt điều chỉnh Diễm Đông từ Nam Thích tới, nhưng vẫn liên tiếp xảy ra vấn đề trong hệ thống công an, trong một đêm xảy ra hai chuyện. So sánh với Chu Vĩnh Quý quan báo tư thù thì sự kiện Triệu Kim Khoa nhảy lâu hiển nhiên có ảnh hưởng ác liệt hơn. Bí thư ủy ban chính pháp thành phố Bắc Cảng Cát Trung Tín, bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Bắc Cảng Trần Cương trước sau gọi điện thoại tới hỏi Trương Dương tình huống. Truyền thông Bắc Cảng cũng chen chúc tới, Trương đại quan nhân có chút không chịu nổi phiền, hắn phân phó Bắc Cảng, trước khi chuyện chưa được điều tra rõ, cấm phóng viên truyền thông tiết lộ bất kỳ tình huống tương quan nào. Nhằm vào chuyện Triệu Kim Khoa nhảy lầu, Trương Dương mở cuộc họp thường ủy khẩn cấp, thường ủy tham dự hội nghị sắc mặt rất khó coi. Có thể nói từ khi Trương Dương thượng nhiệm tới nay, sự kiện Triệu Kim Khoa là một quả bom nổ đầu tiên. Trương Dương kể lại sơ qua sự kiện Triệu Kim Khoa nhảy lầu rồi hắn cuối cùng cường điệu, chân tướng của sự việc đang được điều tra, Triệu Kim Khoa rốt cuộc là tự sát hay là bị giết, tin tức rất nhanh sẽ được công bố. Huyện trưởng Hứa Song Kỳ nói, bất kể hắn là hay là bị giết thì trên người người này cũng tồn tại vấn đề rất lớn, một nhân viên chính phủ bình thường vì sao lại mang theo tùy thân nhiều ngoại tệ như vậy? Vì sao lại tiêm thuốc phiện? Tôi đề nghị tiến hành điều tra hoàn toàn Triệu Kim Khoa. Bí thư ủy ban chính pháp Chu Tường nói, hôm nay bộ môn thượng cấp đã gọi tới rất nhiều cú điện thoại để đôn đốc chúng ta xử lý vụ án của Triệu Kim Khoa. Vụ án này đã tạo thành ảnh hưởng khá ác liệt ở Bắc Cảng, ngoại giới đồn đãi rất nhiều. Tôi cho rằng phải tra ra chân tướng phải nhanh một chút, cũng công bố sớm chân tướng cho công chúng. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn ản lời đồn tiếp tục truyền bá, tiêu trừ ảnh hưởng ác liệt đối với ban lãnh đạo Tân Hải chúng ta. Trương Dương nói, trước khi chưa có kết quả, chuyện của Triệu Kim Khoa chỉ có thể coi là một sự kiện cô lập, không thể vì chuyện của hắn mà gây hình tượng tới toàn thể ban lãnh đạo chúng ta. Buổi chiều hôm nay tôi sẽ tới thị lý nói rõ với lãnh đạo thành phố về chuyện của hắn. Nói tới đây Trương Dương tạm dừng một chút, ánh mắt lướt qua những thường ủy ở đây, hắn nói khẽ, về chuyện của Triệu Kim Khoa. Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Phó huyện trưởng thường vụ Đồng Ngọc Vũ nhìn thấy ánh mắt của Trương Dương cuối cùng dừng ở trên người mình thì không khỏi có chút đau đầu. Hắn ho khan một tiếng, tôi cảm thấy chuyện này nên xử lý thận trọng. Trước khi kết quả chưa được điều tra rõ thì tận lực đừng để lộ ra chi tiết tình tiết vụ án. Đối ngoại chúng ta có thể nói đây là sự kiện ngẫu nhiên, về phần phát hiện đô la và thuốc phiện thì có thể bỏ qua không nói tới. Phó bí thư huyện ủy Lưu Kiến Thiết nói, nếu đã là sự thật thì vì sao phải phủ nhận? Nếu Triệu Kim Khoa là một phần tử phạm tội, chúng ta còn che giấu tội của hắn ư? Mặt Đồng Ngọc Vũ có chút đỏ lên, hắn biện bạch, tôi không phải có ý này, tôi không phải giúp đỡ che giấu tội hành của hắn, tôi là nói, những chi tiết này không thích hợp để công chúng xã hội biết, nếu truyền ra thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt tới hình tượng của chính phủ Tân Hải chúng ta, sẽ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của người dân đối với ban lãnh đạo chúng ta. Huyện trưởng Hứa Song Kỳ nói, có một số việc không thể che đậy được. Đương nhiên đồng chí Ngọc Vũ nói cũng có chút đạo lý, chúng ta phải tận lực tránh để chuyện này tạo thành ảnh hưởng tiêu cực, đối với một số chi tiết nào đó có thể xử lý kín đáo, nhưng nhất định phải coi trọng sự kiện lần này, điều tra rõ Triệu Kim Khoa có vấn đề hay không, rốt cuộc là vấn đề tồn tại bao lớn, thân là sở trưởng quản xe, trong nhiệm kỳ của hắn có làm tròn trách nhiệm hay không, có hành vi tham ô hay không. Trương Dương nói, có chuyện tôi muốn bổ sung một chút. Trước đây trong hệ thống công an có điều tra được 16 cảnh viên bị tình nghi dính líu đến vi phạm kỷ cương, đại bộ phận người trong đó đã khai ra từng đút lót Triệu Kim Khoa. Hiện trường lặng ngắt như tờ, lời nói của Trương Dương cơ hồ đã chứng thực Triệu Kim Khoa bị tình nghi dính líu đến tham ô. Một lát sau bí thư ủy ban chính pháp Chu Tường nói, có thể điều tra ra 16 cảnh viên này đã khiến Triệu Kim Khoa gặp khủng hoảng, cho nên hắn mới bất đắc dĩ đi một bước này. Trương Dương đang định lên tiếng thì Phó Trường Trinh bước nhanh tới đưa di động cho hắn, không có việc gấp thì Phó Trường Trinh sẽ không quấy rầy. Trương Dương đứng lên, đi đến phòng nghỉ bên cạnh bắt máy, điện thoại là Trình Diễm Đông gọi tới, điều tra nhà Triệu Kim Khoa có phát hiện mới, ở trong nhà Triệu Kim Khoa tổng cộng lục soát ra 250 vạn tiền mặt không có nguồn gốc, đồng hồ xịn 15 cái, cộng cả cái mà hắn đeo lúc nhảy lầu là 16 cái, chỉ giá trị của đồng hồ thôi cũng vượt quá 30 vạn. Không chỉ như vậy còn tìm được đồ trang sức quý giá trị vạn. Trình Diễm Đông ở đầu kia điện thoại có chút kích động nói, Triệu Kim Khoa tuyệt đối là một cự tham. Trương Dương nói, chuyện này trước tiên hãy giữ bí mật, khống chế người nhà của hắn, tranh thủ tìm manh mối. Trương Dương trở lại phòng họp, hắn không nói với mọi người tình huống tiến triển mới nhất, nâng chung trà lên uống, khiến tình tự đang khẩn trương của mọi người được giảm sóc một lát. Trương Dương nói, tuy rằng xảy ra chuyện bất ngờ này,
Tôi hy vọng khởi sự kiện này sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của Tân Hải. Hôm nay triệu tập mọi người họp còn có một mục đích quan trọng, chính là hy vọng mọi người nhất định phải coi đây là lời cảnh tỉnh, tăng cường tính tự hạn chế bản thân. Sau khi cuộc họp thường ủy chấm dứt, Trương Dương giữ Chu Tường lại, bảo hắn cùng mình tới Bắc Cảng một chuyến, nói rõ chuyện của Triệu Kim Khoa với thị lý. Chu Tường trong lòng có chút không tình nguyện, chuyện điều tra 16 cảnh viên của sở quản xe đều là Trình Diễm Đông một mình ôm lấy mọi việc, trước chuyện không hề báo gì cho mình, sau khi chuyện của Triệu Kim Khoa phát sinh, cũng không ai báo cáo với hắn, hiện tại đã xảy ra chuyện, đi báo cáo với thượng cấp thì ngược lại nhớ tới. Nhưng Trương Dương đã gọi tên mình thì hắn cũng không thể không đi. Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ lái xe Audi của huyện ủy, Chu Tường và Trương Dương ngồi ở ghế sau, từ trung tâm hành chính đi tới tận ngoại thành Tân Hải Trương Dương cũng không nói một câu nào. Chu Tường thì tay không ngừng nghịch cốc trà trong tay, cuối cùng hắn ho khan một tiếng rồi nói, Bí thư Trương, lãnh đạo thành phố hình như rất tức giận đối với chuyện này. Trương Dương nói, tức giận thì sao? Chuyện đã xảy ra rồi, điều mà chúng ta có thể làm chính là mau chóng điều tra rõ chân tướng của vụ án, khống chế ảnh hưởng mà chuyện này có thể mang đến. Chu Tường thở dài nói, Tân Hải gần đây thật sự là không yên ổn. Trương đại quan nhân có chút không vui nhíu mày nói, lão Chu, anh là nói sau khi tôi tới thì Tân Hải không được yên ổn. Chu Tường thật ra nói xong mới ý thức được mình có chút nói lỡ miệng, hắn vội vàng giải thích, Bí thư Trương, tôi không có ý đó, tôi là nói gần đây chuyện nhiều quá. Trương Dương nói, chuyện gì? Một người chết ư? Trước đó Cảng Phước Long chết 47 người, so sánh với chuyện lần trước thì Triệu Kim Khoa tự sát chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, tôi không tin tính mạng của một gã quan viên có thể quan trọng hơn sinh mệnh của 47 người dân. Huống chi Triệu Kim Khoa này còn là một tham quan. Khóe môi của Chu Tường vì những lời này của Trương Dương mà giật giật, Trương Dương lại vẫn không thèm nhìn hắn, ngửa đầu ra sau, dùng một tư thái thoải mái dựa vào gối, nắm mắt lại, nói, lão Chu à, anh đã làm không ít năm trên cương vị bí thư ủy ban chính pháp Tân Hải rồi nhỉ. Chu Tường trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn nhìn Trương Dương, không biết Trương Dương hỏi vậy là có ý gì. Sau một thoáng kích động, Chu Tường rất nhanh chấn định lại, hắn nói khẽ, 7 năm rồi. Trương Dương nói, lão đồng chí, nếu nói tới quen thuộc với công tác chính pháp Tân Hải thì anh nói đệ nhị chắc không ai dám xưng đệ nhất. Chương 1577, sự kiện đột nhiên 3. Chu Tường cười nói, chỉ là làm lâu thôi nên cũng hiểu một chút, thật ra trên công tác tôi vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót. Nói chuyện trước mặt lãnh đạo, Chu Tường khiêm tốn đã quen rồi, nhưng người mà hắn đối mặt là Trương Dương. Trương Dương vẫn không nhìn hắn, đừng khiêm nhường, thời gian 7 năm, cho dù có thiếu sót thì cũng trau dồi được không ít rồi. Chu Tường nghe thấy nào cũng thấy vị đạo của câu này không đúng, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào, chỉ cười cười xấu hổ. Trương Dương nghe thấy hắn nửa ngày không nói gì thì mở to mắt nhìn Chu Tường, lão Chu à, anh hiểu gì về Triệu Kim Khoa này? Chu Tường nói, cũng hiểu một chút, có điều chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết hắn rốt cuộc là loại người nào? Trương Dương lại nhắm mắt lại, trong lòng mắng thầm Chu Tường dối trá, có điều cái này cũng khó trách, Triệu Kim Khoa xảy ra chuyện, không ai muốn dính vào phiền toái này, một đám vội vàng chối bỏ quan hệ. Lời nói kế tiếp của Trương Dương khiến cho Chu Tường cảm thấy có chút hết hồn, lão Chu à, theo lý thuyết thì anh phải hiểu hắn lắm mới đúng chứ, lúc trước hắn lên làm sở trưởng sở quản xe cũng là anh đề cử mà. Lưng Chu Tường rõ ràng cứng hơn một chút, mồ hôi lạnh từ gáy chảy thẳng xuống xương cụt, không ngờ món nợ năm xưa bị Trương Dương lật ra rồi. Xem ra trong thiên hạ quả nhiên không có bức tường nào là không lọt gió, vị bí thư huyện ủy mới tới này hiển nhiên là đã làm một phen công tác nhằm vào mình. Chu Tường thở dài nói, chỉ trách tôi dùng người sơ sót, tôi nhớ Triệu Kim Khoa năm đó công tác vô cùng nỗ lực, đánh giá của các đồng chí chung quanh đối với hắn cũng đều rất không tồi, thật sự là không ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Trương Dương mỉm cười nói, có thể là ứng với câu nói đó của anh, chi nhân chi diện bất chi tâm, ngoài mặt nhìn thì như quan viên thanh liêm ngay thẳng, thật ra sau lưng lại làm không ít hoạt động tham ô hủ bại. Lão Chu à, công tác của Ủy ban Chính pháp các anh cần phải tăng mạnh. Về sau trọng trách trên vai anh sẽ càng ngày càng nặng đó. Nội tâm Chu Tường vô cùng không yên, thời gian tiếp xúc với Trương Dương càng lâu thì lại càng cảm thấy thằng cha này tâm cơ rất sâu, hắn vốn cho rằng Trương Dương sẽ không hiểu gì về mình, ít nhất không bằng hắn hiểu Trương Dương, nhưng từ tình hình vừa rồi cho thấy, suy nghĩ của mình căn bản là sai lầm, thằng ôn Trương Dương này rất khôn khéo. Sau khi tới Đông Giang, Trương Dương và Chu Tường phân công nhau làm việc, Chu Tường tới thì cục giải thích chuyện này,
còn Trương Dương thì trực tiếp tới thị ủy, gặp mặt bí thư thị ủy Hạng Thành, trực tiếp giải thích sự kiện Triệu Kim Khoa nhảy lầu với. Trên mặt Hạng Thành không mang theo một chút vẻ tươi cười nào, từ sau khi quan hệ giữa y và Trương Dương dịu đi, chưa bao giờ nhìn thấy y dùng vẻ mặt nghiêm khắc như vậy đối mặt với Trương Dương. Sự kiện sở trưởng sở quản xe Tân Hải Triệu Kim Khoa nhảy lầu tuy rằng là vừa mới phát sinh tối hôm qua, nhưng trong một đêm đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Sự tức giận ngoài mặt của Hạng Thành là vì Trương Dương không khống chế tốt ảnh hưởng ác liệt của chuyện này, sau sự tức giận của y còn có một tầng nguyên nhân, quan hệ giữa Hạng Thành và Trương Dương chưa bao giờ dịu đi trên ý nghĩa chân chính, y sở dĩ khoan dung với Trương Dương như vậy trong thời gian gần đây là vì bị ép. Chỉ cần có cơ hội đối phó Trương Dương thì y é phát tiết ra lửa giận và áp lực trong lòng bị kém nén đã lâu, Hạng Thành thậm chí không mời Trương Dương ngồi, không Trương Dương chào hỏi Hạng Thành đã tức giận nói. Làm cái gì thế, cậu mới đến Tân Hải vài ngày thì đã xảy ra chuyện như vậy, Triệu Kim Khoa vì sao nhảy lầu? Hả, cậu có biết chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng ác liệt cỡ nào cho chính phủ chúng tôi không? Trương Đại Quan Nhân không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, bí thư Hạng. Triệu Kim Khoa nhảy lầu không liên quan tới tôi, hiện tại người đã chết, ảnh hưởng cũng đã tạo thành, ngài phát hỏa cũng vô dụng, tôi lần này tới đây để đặc biệt giải thích với ngài chuyện này, ngài có tâm tình nghe không? Hạng Thành nhìn hắn một cái, thở dài nói, đầu tôi to ra rồi đây này. Trương Dương à Trương Dương, cậu không thể khiến tôi yên tâm chút nào. Ngoài miệng thì nói khẩu khí trưởng bối dậy vãn bối, nhưng trên thực tế thì đổ lỗi chuyện này lên đầu Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân cũng không dễ khi dễ như vậy, nghe khẩu khí của Hạng Thành thì đã đổ trách nhiệm của chuyện này lên đầu mình, thật ra loại chuyện này cũng rất bình thường, hắn là người đứng đầu Tân Hải xảy ra vấn đề, người ta đương nhiên phải tìm hắn mà hỏi, nhưng Trương Đại Quan Nhân và Triệu Kim Khoa chưa từng gặp mặt, thằng cha này tham ô cũng được, nhảy lầu cũng được, trong mắt Trương Dương thì liên quan dám gì tới tôi. Nếu Triệu Kim Khoa còn sống, Trương Dương kiểu gù cũng tát cho thằng đó vài phát, con mẹ nó. Mang tới phiền phức cho lão tử, nhưng người ta đã chết rồi, chuyện này đừng nhắc tới nữa, Trương Dương nói, bí thư Hạng, chuyện này cũng là chuyện bất ngờ, ngài trước tiên đừng gấp, nghe tôi giải thích đã. Hạng Thành sau khi phát tiết xong cũng hiểu đạo lý thấy được phải dừng, thằng ôn trước mặt tuyệt đối không phải là hạng dễ bắt nạt, Hạng Thành gật đầu, ý tứ là cậu nói đi. Trương Dương nói, chuyện này nói ra thì dài lắm, tôi có thể ngồi xuống nói không? Đây là kháng nghị Hạng Thành vẫn không cho hắn ngồi xuống. Hạng Thành nói, ngồi đi, ngữ khí so với lúc Trương Dương vừa vào cửa thì rõ ràng dịu đi rất nhiều. Trương Đại Quan Nhân không chút hoang mang ngồi xuống sofa, chậm rãi đặt chén trà của mình lên bàn trà, chén trà là Hồ Nhân như lần này tới đưa cho hắn, là chén giữ ấm của Nhật Bản, Trương Dương bình thường không có thói quen mang theo cốc trà, nhưng hôm nay trước chuyện đã suy nghĩ rất chu đáo, bởi vì chuyện của Triệu Kim Khoa. Hạng Thành gọi hắn tới đây là để khởi binh vấn tội, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng gì với hắn. Trương Dương hiện tại bắt đầu từ từ ngộ ra chén trà là một trong những công cụ trong quan trường, nó không chỉ mang tới tác dụng là để uống nước giải khát, còn có thể vào lúc cần thiết khống chế tràng diện, di rời sự chú ý. Trong quan trường phải chú ý chi tiết, phải giỏi về lợi dụng mỗi một đạo cụ mà mình có thể sử dụng. Trương Đại Quan Nhân mở chén trà, uống một ngụm. Sự chấn định của hắn khiến Hạng Thành không thể không tập trung sự chú ý lên trên người Trương Dương. Hạng Thành thầm nghĩ trong lòng, sĩ cách 3 ngày phải nhìn với con mắt khác, chỉ từ tâm thái và diễn xuất hiện tại của hắn cho thấy, thằng ôn này lại có tiến bộ, Hạng Thành nói đi. Nói xong câu đó y mới ý thức được mình đã liên tục nói 2 lần, tuy rằng rất đơn giản, chỉ là 2 chữ, nhưng Trương Dương không hề tiếp lời, chứng minh trong giao phong tâm lý giữa mình và Trương Dương, mình vẫn thiếu kiên nhẫn trước. Trương Dương nói, bí thư Hạng, căn cứ vào tình huống trước mắt chúng tôi nắm giữ được, Triệu Kim Khoa chắc là bị giết, từ vết thương trên thân thể hắn cho thấy, trước khi chết đã có va chạm, trong túi của hắn ở hiện trường phát hiện $10,000 tiền mặt, hơn nữa kết quả nghiệm thi cho thấy Triệu Kim Khoa trước khi chết đã từng tiêm thuốc phiện. Hạng Thành nhíu mày, nhìn ra được tâm tình của y vô cùng ác liệt, song quyền nắm chặt đặt ở trên mặt bàn, hắn hít thuốc phiện. Nhận hối lộ. Trương Dương nói, Triệu Kim Khoa có phải hít thuốc phiện hay không thì tôi không rõ lắm, nhưng hắn khẳng định không phải là một quan tốt, hôm nay trong nhà hắn lục soát được 250 vạn tiền mặt nguồn gốc không rõ, giá trị của đồng hồ xịn cũng vượt qua 300 vạn, không chỉ có như vậy, còn lục soát ra vật phẩm trang sức chân quý giá trị 100 vạn, chỉ trong nhà hắn đã lục soát ra hơn 600 vạn. Giọng nói của Hạng Thành tràn ngập phẫn nộ, gì cơ? Hơn 600 vạn. Trương Dương nói, tôi cho rằng đây chỉ là một góc của núi băng,
điều tra nhằm vào hắn vẫn đang tiến hành, khoản tiền tài bất nghĩa này rốt cuộc là từ đâu mà có. Một sở trưởng sở quản xe của huyện, tại nhiệm chưa được 3 năm, rốt cuộc đã lợi dụng thủ đoạn như thế nào để điên cuồng vơ vét được một khoản tài phú lớn như vậy. Hạng Thành nói, loại tham quan ô lại này thật sự là chết chưa hết tội. Trương Dương nói, trước khi sự kiện Triệu Kim Khoa nhảy lầu phát sinh, hệ thống công an đã tiến hành chỉnh đốn nội bộ, tiến hành điều tra đối với 16 cảnh viên của sở quản xe bị tình nghi dính líu đến làm trái nguyên tắc, tôi hoài nghi lần điều tra này khiến Triệu Kim Khoa cảm thấy hoảng sợ. Hạng Thành nói, anh hoài nghi hắn sợ tội tự sát. Trương Dương lắc đầu nói, tôi không phải công an, tôi ngay từ đầu đã cho rằng Triệu Kim Khoa là bị người ta giết, tôi cho rằng sau lưng Triệu Kim Khoa còn có một đoàn thể lợi ích. 16 cảnh viên của sở quản xe bị điều tra, dẫn tới sự lo sợ của Triệu Kim Khoa và tập đoàn lợi ích này, bọn họ sợ cảnh sát có thể lần theo đầu mối này mà tra tiếp, cho nên bọn họ lựa chọn phương pháp rõ ràng nhất, dứt khoát nhất. Hạng Thành hít một hơi lạnh, Trương Dương, cậu là nói có người muốn giết người diệt khẩu, giết chết Triệu Kim Khoa. Trương Dương nói, trước mắt tôi không có chứng cứ gì, chuyện này tôi đoán thôi, về phần chân tướng cuối cùng như thế nào thì giao cho cảnh sát đi điều tra. Bí thư Hạng, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ tra ra manh mối của chuyện này. Chương 1578, nhịn cái giận nhất thời. 1. Hạng Thành nói, Trương Dương, nhất định phải chú ý tới ảnh hưởng. Hiện tin đồn ở bên ngoài thật sự quá nhiều, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng chính phủ, loại người như Triệu Kim Khoa chỉ là hiện tượng cá biệt, nhưng hiện tại bởi vì chuyện của hắn, khiến cho sinh ra nguy cơ tín nhiệm đối với toàn thể lãnh đạo chúng ta trên xã hội. Trương Dương nói, Bí thư Hạng, trước khi tôi thượng nhiệm, buôn lậu ở thị trường ô tô Tân Hải tràn lan, biển lậu hoành hành, việc này có liên quan tới bộ môn quản xe giám thị bất lực, tiền tài bất nghĩa của Triệu Kim Khoa 89 phần 10 cũng từ đây mà có. Hạng Thành gật đầu nói, trước đó, rất nhiều đồng chí khó hiểu về việc cậu chỉnh đốn thị trường ô tô Tân Hải, hiện tại xem ra, cách làm của cậu vẫn rất chính xác. Y rất ít khi khẳng định thành tích công tác của Trương Dương. Trương Dương nói, chỉ dài mới có thể an lâu, quản lý đối với Tân Hải vừa mới bắt đầu thôi. Hạng Thành nói, chuyện của Triệu Kim Khoa đã liên quan tới cán bộ làm trái nguyên tắc, tôi thấy chuyện này để Ủy ban kỷ luật tham gia điều tra đi, đây cũng là quyết định nhất trí của lãnh đạo thành phố sau khi thảo luận. Trương Dương trong lòng ngẩn ra, Hạng Thành vòng một vòng cuối cùng vẫn nhúng tay vào, nói cách khác trong chuyện của Triệu Kim Khoa, Ủy ban kỷ luật thành phố muốn dí đòn gánh vào, quyền thế của mình trong chuyện này sẽ yếu đi. Trương Dương nói, trước mắt vụ án còn trong giai đoạn điều tra. Hạng Thành xua tay, ý bảo Trương Dương không cần nói tiếp, y lạnh lùng nói, phương diện xử lý cán bộ làm trái nguyên tắc, cậu còn thiếu kinh nghiệm công tác tương quan, cứ vậy đi, cậu tới chỗ bí thư Trần của Ủy ban kỷ luật, tình huống cụ thể thì sẽ do anh ta nói với cậu. Trương Dương đối với điều này cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao Triệu Kim Khoa tham ô là sự thật, Ủy ban kỷ luật thành phố tham gia cũng không gì đáng trách. Chỉ là hắn lờ mờ cảm thấy Ủy ban kỷ luật tham gia không phải là chuyện tốt, chuyện vốn đơn thuần, sẽ trở nên phức tạp, nhất là nghĩ đến Trần Cương, bí thư Ủy ban kỷ luật đó, Trương Dương trong lòng cảm thấy rất ghét. Hiềm khích của Trần Cương và Trương Dương bắt đầu từ Trần Khải, em trai y, nếu không phải Trương Dương điều chỉnh Diễm Đông từ Nam Tích tới, hiện tại Trần Khải vẫn là cục trưởng công an Tân Hải, về sau Trương Dương ở Kinh Thành lại đối nghịch với y, Trần Cương đối với Trương Dương càng cảm thấy phản cảm. Phản cảm thì phản cảm, Trần Cương trên mặt mũi vẫn làm được không tồi, ít nhất khi mặt đối mặt vẫn có thể mỉm cười, hòa ái dễ gần, y rất khách khí mời Trương Dương ngồi xuống. Trương Dương đến chỗ hắn chính là cho có lệ, giản lược kể lại sự việc một lần. Thị lý quyết định như thế nào thì hắn không quản được, nhưng Trần Cương nếu muốn nhúng tay quá nhiều vào Tân Hải, Trương Đại Quan Nhân cũng sẽ không đồng ý. Trần Cương nói, sự kiện Triệu Kim Khoa nhảy lầu đối với ban lãnh đạo là chấn động rất lớn. Bí thư Hạng đã đưa ra chỉ thị rõ ràng, cần phải điều tra rõ chuyện này nhanh một chút, đối với người có trách nhiệm tương quan thì phải truy cứu tới cùng, nghiêm trị không tha. Trương Dương nói, chuyện này tôi nghe theo các lãnh đạo muốn tra thế nào thì cứ tra. Trần Cương cảm thấy có chút bất ngờ, thằng cha này từ lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Y hắng giọng nói, căn cứ theo chỉ thị của bí thư Hạng, lại trải qua thảo luận của mọi người, chúng tôi nhất trí cho rằng, dưới tình thế phức tạp trước mắt, cần phải phái một tổ công tác của Ủy ban kỷ luật tới Tân Hải. Trương Dương trong lòng mắng thầm Trần Cương vô liêm sỉ, thuần túy là tìm cơ hội khiến mình bó tay bó chân, nhưng Trương Dương cũng không nói được gì, dẫu sao chuyện của Triệu Kim Khoa liên quan tới vấn đề tham ô hủ bại,
Ủy ban kỷ luật thành phố phái tổ công tác tới cũng là đúng với đạo lý, có điều Trương Dương đã dự kiến được, lần này cũng không phải là chỉ đơn giản phái tổ công tác tới, với sự hiểu biết của hắn về Trần Cương, thằng cha này là tiểu nhân có thù tất báo, lần này nắm được cơ hội chẳng phải sẽ tranh thủ giày vò mình ư. Có câu mời thần tới thì dễ, tiễn thần đi thì khó, tổ công tác ủy ban kỷ luật nếu thật sự tới Tân Hải thì chỉ sợ nhất thời bán hội sẽ không đuổi họ đi được. Có điều Trương đại quan nhân ngoài miệng nói rất dễ nghe, bí thư Trần, anh yên tâm đi, cán bộ Tân Hải chúng tôi nhất định sẽ phối hợp tốt với công tác của tổ công tác. Trần Cương nói, tiểu Trương à, tôi cũng có nghe nói cậu là một đồng chí tốt hiểu rõ đại nghĩa, trước đây rất nhiều lãnh đạo còn có ý kiến với cậu, cho rằng cậu trẻ tuổi, trong xử lý chuyện hơi nóng vội, không đủ thành thục, tôi một mực muốn nói chuyện với cậu, nhìn thấy biểu hiện hiện tại của cậu tôi thực sự cảm thấy rất vui mừng, gặp loạn không sợ hãi, tiến thoái có mức độ, trẻ tuổi đã liền có phong độ của một đại tướng, tôi biết mình sẽ không nhìn lầm. Trương Dương cười hắc hắc, trong lòng thì mắng lão hồ ly Trần Cương này một ượt, lão gia hỏa Trần Cương này cũng không phải là đơn giản, lần này để y nắm được cơ hội, vẫn chưa biết y sẽ ngáng chân mình thế nào, tình thế bức bách, tạm thời chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của y đã, chờ vài ngày chuyện dịu đi rồi xem tôi thu thập ông thế nào. Trần Cương đương nhiên biết trong nụ cười của Trương Dương tràn ngập thành phần dối trá, y cũng biết Trương Dương hiện tại trong lòng khẳng định là khó chịu đến, Trương Dương càng khó chịu thì Trần Cương trong lòng lại càng vui vẻ, thằng nhóc cậu không phải tài lắm ư. Đá em trai tôi ra khỏi Tân Hải, còn con mẹ nó cướp nữ nhân với tôi sớm biết cậu sớm muộn gì cũng có một ngày rơi vào trong tay tôi, sự khó chịu ngày hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi. Nhận xét của Trương Dương đối với Trần Cương không sai, Trần Cương này tuyệt đối là kẻ có thù tất báo. Có điều Trương Dương không để nhân vật như vậy như Trần Cương vào mắt, lão sắc quỷ lẫn vào trong nội bộ đội ngũ cán bộ hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Khổng Nguyên so với Trần Cương còn khệnh hơn. Cuối cùng còn không phải để hắn thu thập cho bỏ của chạy lấy người ư, Trần Cương ông thì có năng lực gì, có thể lợi hại hơn Khổng Nguyên ư. Tôi không tin đâu, hiện tại Triệu Kim Khoa vừa mới chết, bí thư huyện ủy hắn ít nhiều cũng phải gánh vác một số trách nhiệm liên quan, đối mặt đám người đang ma quyền sát trưởng, tùy thời chuẩn bị bỏ đá xuống giếng này Trương đại quan nhân tạm thời cứ nhịn đã. Khi Trương Dương tới bãi đỗ xe thì nhìn thấy một thân ảnh vội vàng nấp ra sau một chiếc xe Jeep, Trương đại quan nhân mắt rất tinh. Liếc một cái liền nhận ra đó là Hồng Thi Kiều, từ sau lần đó bị Hồng Thi Kiều hãm hại, Trương Dương vẫn chưa chạm mặt với cô ta, không ngờ lại gặp ở trụ sở thị ủy. Hồng Thi Kiều trốn sau xe Jeep, cho rằng Trương Dương không nhìn thấy mình, một lát sau, cô ta cho rằng Trương Dương chắc đã đi rồi, dè dặt thò đầu ra thì nhìn thấy Trương Dương đứng ngay gần, mặt cô ta cơ hồ là chạm vào mũi Trương Dương, Hồng Thi Kiều sợ đến nỗi hét toáng lên. Trương đại quan nhân mỉm cười nhìn cô ta, hét cái gì? Giữa ban ngày ban mặt, tôi dám làm gì cô chắc? Hồng Thi Kiều mặt đỏ tới tận cổ, cô ta không có mặt mũi nào gặp Trương Dương, đầu cúi, cắn cắn môi nói, bí thư Trương. Trương Dương nói, là tôi. Hồng Thi Kiều lấy hết dũng khí nói, anh nếu hận tôi thì cứ mắng tôi đi, nếu thấy vẫn chưa hả giận thì đánh tôi cũng được. Trương đại quan nhân nói, tôi trong mắt cô chính là có tố chất đó à? Hồng Thi Kiều lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ áy náy, xin lỗi. Trương Dương nói, cô có chỗ nào không phải với tôi? Hồng Thi Kiều thẹn thùng nói, đại nhân không chấp tiểu nhân, ngài cũng đừng chấp nhặt tôi. Trương Dương gật đầu, Hồng Thi Kiều, cô ăn cơm chưa? Hồng Thi Kiều có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, tràn ngập hoang mang nhìn Trương Dương. Trương Dương nói, buổi trưa tôi vẫn chưa ăn cơm, cùng đi tới đối diện ăn chút gì đi. Hồng Thi Kiều lắc đầu như đánh trống bỏi, tôi không đi. Tôi còn có việc. Trương Dương nói, bận đến mấy cũng phải ăn cơm, nhà hàng Lục Bảo ở đối diện, tôi đi trước, cô mau tới đó. Hồng Thi Kiều nhìn bóng dáng của Trương Dương, vẻ mặt của cô ta vô cùng rối rắm, qua một hồi lâu mới hạ quyết tâm chậm rãi đi theo Trương Dương. Trương Dương đưa menu cho Hồng Thi Kiều, Hồng Thi Kiều lắc đầu nói, anh gọi đi, tôi đang giảm béo. Trương Dương không khách khí với cô ta. Tùy tiện gọi mấy món, cười nói, tôi buổi chiều còn có việc, chúng ta không uống rượu. Hồng Thi Kiều nghe thấy hai chữ uống rượu này thì mặt đỏ càng lợi hại hơn, đầu cúi gằm, hai tay đan vào nhau, hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào mà chui vào. Vừa rồi cô ta sở dĩ lấy hết dũng khí cùng Trương Dương tới đây ăn cơm là vì cảm thấy cổ đã bị kề một đao, có tránh cũng không được, nhưng khi thật sự tới đây với Trương Dương thì lại cảm thấy hối hận. Hồng Thi Kiều nói, tôi xin lỗi ngài, tôi xin lỗi ngài. Cô ta khom mình với Trương Dương, lần trước tôi thực sự uống say, tôi.
Tôi không ngờ lại để xảy ra chuyện như vậy. Trương Dương nói, vớ vẩn, tôi gọi cô tới đây ăn cơm cũng không phải để nghe cô giải thích chuyện lần trước, chuyện đó đã trôi qua rồi, có ai uống rượu mà chưa từng uống say, có ai uống say mà không thất thố, tôi lúc còn trẻ cũng uống nhiều lắm, vừa uống say là lại dở nhiều trò. Chương 1579, nhịn cái giận nhất thời. 2. Hồng Thi Kiều hé miệng, cuối cùng lấy hết dũng khí nhìn Trương Dương một cái, phát hiện vẻ mặt Trương Dương cũng không có gì khác thường. Trong lòng thầm nghĩ, người này rốt cuộc đúng là lòng dạ rộng rãi hay hắn căn bản chính là một gã đại gian đại ác, chuẩn bị trả thù mình một lần thật đau. Trương Dương nói, cô không trở lại kinh thành à? Hồng Thi Kiều gật đầu. Trương Dương nói, không chuẩn bị về ư? Hồng Thi Kiều lại gật đầu. Trương Dương cười nói, tôi nhớ rõ cô lúc trước nói nhiều lắm sao đột nhiên biến thành câm điếc vậy. Trương Dương càng biểu hiện ra vẻ rộng lượng như vậy thì Hồng Thi Kiều ngược lại càng bị dày vò không chịu nổi. Cô ta thở dài nói, bí thư Trương, anh đừng dày vò tôi nữa, tôi thực sự sai rồi, lần trước tôi không nên hại anh. Trương Dương ra hiệu ngăn cô ta nói tiếp, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, dẫu sao thì cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Mắt Hồng Thi Kiều đỏ lên, nhưng, lương tâm tôi cắn rứt lắm. Trương Dương cười nói, tôi sở dĩ gọi cô ra đây ăn cơm cũng không phải là muốn hỏi gì, chỉ muốn nói với cô một câu, chuyện đã qua rồi, mọi người vẫn là bạn, dẫu sao cũng không thể tránh mắt nhau cả đời được. Hồng Thi Kiều nước mắt lưng tròng nhìn Trương Dương, thật ư. Anh thực sự vẫn gọi tôi là bạn ư. Trương Dương nói, tôi sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ mà phủ định toàn bộ một người. Con người ta làm mỗi chuyện đều có mục đích và động cơ của mình, cô cũng không ngoại lệ. Hồng Thi Kiều cắn cắn môi nói, cô tôi đối với tôi trước giờ luôn rất tốt, tôi có thể có hôm nay tất cả là nhờ có cô ấy chiếu cố. Trương Dương nói, cô có thể hy sinh vì cô ta cũng là rất khó rồi, từ điểm này cho thấy cô là một người có tình có nghĩa. Hắn rút khăn tay ra đưa cho cô ta. Hồng Thi Kiều nhận lấy khăn tay mà Trương Dương đưa, lau nước mắt rồi nói, tôi không tốt chút nào. Tôi lấy oán trả ơn, lúc trước ở kinh thành anh giúp tôi như vậy, nhưng tôi vẫn làm ra chuyện có lỗi với anh. Trương Dương cười nói, người ta sống trên đời không ngừng phải đối diện với lựa chọn, có một ngày cô có thể gặp một nan đề, tôi và cô đều ngã xuống nước, cô sẽ cứu ai? Hồng Thi Kiều nói, tôi không cứu ai cả. Câu trả lời của cô ta khiến Trương Đại Quan Nhân ngây ngẩn cả người. Hồng Thi Kiều lập tức nói, tôi không biết bơi. Tôi nếu nhảy xuống cứu người thì chắc khác nào từ bỏ luôn cả tính mạng. Không biết vì sao, cô ta nói tới đây thì không nhịn được liền bật cười, Trương Dương cũng cười. Hồng Thi Kiều cười xong, lại rơi nước mắt, bí thư Trương tôi cảm thấy có lỗi với ngài. Trương Dương nói, đừng nói nữa việc này dừng ở đây, về sau chúng ta vẫn là bạn. Hồng Thi Kiều nói, còn có thể là bạn ư. Trương Dương gật đầu, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên lưu ý thấy xa xa có người đang nhìn mình. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra đó là Phó Tổng Tập đoàn Hoa Quang Tiêu Mân Hồng. Tiêu Mân Hồng đang cùng một vị Mỹ phụ trung niên đi vào khách sạn Lục Bảo. Nhìn thấy Trương Dương, cô ta cười cười, nói với Mỹ phụ bên cạnh một tiếng rồi chậm rãi đi tới trước mặt Trương Dương, mỉm cười nói, bí thư Trương, khéo vậy. Trương Dương cười cười đứng lên nói, không khéo, tôi đến thị ủy làm việc, gặp bằng hữu, cùng nhau tới đây ăn bữa cơm. Tiêu Mân Hồng nhìn Hồng Thi Kiều một cái. Hồng Thi Kiều nhìn thấy Tiêu Mân Hồng, có chút kinh hoàng, cô ta cầm túi lên cáo từ, bí thư Trương, tôi còn có chuyện, đi trước đây. Trương Dương nói, cô còn chưa ăn cơm mà. Nhưng Hồng Thi Kiều hiển nhiên không có ý tiếp tục ở lại, xua tay rồi vội vàng rời khỏi Lục Bảo. Trương Dương có chút kỳ quái nhìn cô ta, quay sang Tiêu Mân Hồng, Tiêu Mân Hồng áy náy nói, xem ra tôi đã quấy rầy nhã hứng của các anh rồi. Lúc này nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên. Trương Dương cười nói, cô dọa người ăn cơm cùng tôi chạy rồi, giờ thì cô phải tiếp tôi ăn cơm. Tiêu Mân Hồng sóng mắt quyến rũ liếc Trương Dương, cười nói, rất vinh hạnh, nhưng tôi có phải hiềm cái tội chim khách cướp tổ không? Trương Dương và cô ta cùng nhau bật cười, Trương Dương nhìn Mỹ phụ trung niên ở xa xa, nói, gọi bạn cô tới ăn cùng đi. Tiêu Mân Hồng lắc đầu, không cần, cô ta là bà chủ Tề Mỹ Châu của Lục Bảo, là một người bạn của tôi. Từ xa Tề Mỹ Châu gật đầu chào Trương Dương, cô ta không có ý tới quấy rầy bọn họ, xoay người đi. Tiêu Mân Hồng ngồi xuống vị trí vừa rồi của Hồng Thi Kiều, vẫy vẫy tay với phục vụ sinh, bảo hắn lấy một bình rượu ngũ lương. Trương Dương nói, tôi buổi chiều còn phải làm việc, rượu này không thể. Tiêu Mân Hồng nói, ai chẳng biết bí thư Trương tử lượng như biển,
uống chút rượu căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tới anh. Trương Dương cười nói, trên quan trường thì đành chịu thôi, để người ta ngửi thấy mùi rượu thì sẽ có ảnh hưởng không tốt. Tiêu Mân Hồng thấy hắn kiên trì thì vì thế lại bảo nhân viên phục vụ đi pha một bình trà Long Tĩnh. Không bao lâu nhân viên phục vụ đưa trà tới, lại có thêm mấy món ăn, một món tôm Long Tĩnh và một món cua biển hấp. Trương Dương nói, lãng phí quá, không cần thêm đồ ăn dâu, đủ ăn là được rồi. Tiêu Mân Hồng nói, nhất định là ý của bà chủ tề, bỏ đi, người ta có lòng tốt mà. Trương Dương nhớ tới vẻ mặt khủng hoảng lúc vừa rồi nhìn thấy Tiêu Mân Hồng của Hồng Thi Kiều, ngay cả cơm cũng chưa ăn đã bỏ chạy, có chút nghi hoặc nói cô quen cô gái đó à? Tiêu Mân Hồng lắc đầu nói, tôi đang định bảo anh giới thiệu cho tôi đây, con gái nhà ai mà xinh thế, là bạn anh thật à? Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt ý vị sâu xa của Tiêu Mân Hồng thì lập tức giải thích, thật đó, cô đừng có nghĩ lung tung. Tiêu Mân Hồng cười nói, không nghĩ lung tung, người làm lãnh đạo các anh, cho dù là muốn làm chút chuyện xấu thì cũng không thể quang minh chính đại dẫn đi khắp nơi được, khẳng định là phải lúi húi sau lưng người ta đúng không? Bí thư Trương nếu đã dám dẫn cô ta tới đối diện thị ủy ăn cơm liền chứng tỏ ngài ngồi thẳng đi thẳng, tôi nhìn ra rồi, hai người là bạn bè bình thường. Trương Dương phát hiện đầu óc của Tiêu Mân Hồng không phải là chỉ thông minh bình thường, giao tiếp với loại nữ nhân này nhất định phải cẩn thận. Hắn cười ha ha, nói, cậu nói vậy chẳng phải càng chứng tỏ rồi giấu đầu lòi đuôi ư. Tiêu Mân Hồng nói, có điều, người làm lãnh đạo như anh trong vấn đề quan hệ nam nữ phải thật cẩn thận, hồng nhan có đẹp đến mấy cũng không quan trọng bằng quyền lực, anh nói xem có đúng không. Trương Dương cười nói, Tiêu tiểu thư nói chuyện thật sự là nhất châm kiến huyết. Tiêu Mân Hồng mỉm cười, bí thư Trương, tôi nghe nói chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu của Tân Hải đã được phê chuẩn rồi. Trương Dương gật đầu nói, chuyện này toàn bộ Bắc Cảng đều biết. Tiêu Mân Hồng nói, bí thư Trương là đang nói tin tức của tôi bế tắc ư. Trương Dương cười nói, cô khẳng định đã biết từ lâu rồi, đúng không? Tiêu tiểu thư có hứng thú ới Tân Hải đầu tư hay không? Nếu có ý muốn đầu tư thì tôi nhất định sẽ hoan nghênh cả hai tay. Tiêu Mân Hồng nói, bí thư Trương, tôi không biết phạm vi cụ thể của khu bảo lưu thuế nhập khẩu là thế nào. Có điều tập đoàn Hoa Quang chúng tôi lúc trước ở Tân Hải cũng mua một khối đất. Trương Dương hơi ngẩn ra, Hoa Quang có đất ở Tân Hải ư? Tiêu Mân Hồng gật đầu nói, về phía Bắc Cảng Phước Long 2 km, 500 mẫu bãi bùn, 5 năm trước đã thuê rồi, nếu khu bảo lưu thuế nhập khẩu vừa hay vòng vào khu đất đó của chúng tôi, có phải là giá của khu đất này tăng cao ư? Trương Dương nói, đợi đã, cô nói gì? Các cô ở 500 mẫu bãi bùn ở phía Bắc Cảng Phước Long ư? Tiêu Mân Hồng cười nói, ngài vẫn chưa tin à, ngài là ân nhân cứu mạng của tôi lừa ai chứ không lừa ngài đâu. Trương Dương nâng chung trà lên uống một hớp lớn, 5 năm trước đã thuê rồi, từ 5 năm trước các cô đã biết sẽ có chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu ư. Tiêu Mân Hồng, cười nói, ai mà có bản sự tiên tri như vậy. Lúc trước ở Tân Hải thuê khối đất đó là muốn làm khai phá du lịch, tốc độ phát triển của kinh tế Tân Hải so với dự đoán của chúng tôi thì chậm hơn nhiều. Cho nên thời cơ đầu tư vẫn chưa chín mùi, hiện tại thì tốt rồi, bí thư Trương vừa tới, khu bảo lưu thuế nhập khẩu được phê duyệt, không khéo qua vài ngày nữa chuyện bỏ huyện lập thành phố cũng có thể được quyết định, đến lúc đó giá trị của khu đất của chúng tôi không muốn lên như diều gặp gió cũng không được. Trương Dương không khỏi nhíu mày, chắc sẽ không nói dối, căn cứ vào tình huống mà cô ta miêu tả, khu đất này của Hoa Quang 89/10 sẽ nằm trong phạm vi quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, cái này coi bộ có chút phiền toái rồi. Nếu bọn họ muốn nhân cơ hội lên giá chẳng phải là sẽ mất không một khoản tiền ư. Tiêu Mân Hồng tựa hồ đoán được suy nghĩ của Trương Dương, cô ta cười nói, bí thư Trương, ngài đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu, khu đất đó là hạng mục do tôi toàn quyền phụ trách, chỉ bằng vào quan hệ của chúng ta, ngài cho dù muốn thu hồi không ràng buộc thì tôi cũng sẽ ủng hộ. Chương 1580, nhịn cái giận nhất thời. 3. Trương đại quan nhân nghĩ thầm hai ta có quan hệ gì? Quan hệ ân nhân cứu mạng ư, vì chuyện này cô thực sự có thể trao cho tôi khu đất này một cách không ràng buộc ư. Trương đại quan nhân không tin, lời nói của người làm ăn không thể coi là thật, sinh ý chính là sinh ý, người ta phân biệt rất rõ ràng, có điều thoạt nhìn Tiêu Mân Hồng chắc là người thông minh. Trương Dương cười nói, vậy tôi trước hết thay nhân dân Tân Hải cảm ơn cô. Tiêu Mân Hồng nói, những cán bộ quốc gia các anh nói chuyện luôn đại khí như vậy. Nhân dân Tân Hải cảm tạ tôi thì tôi không dám nhận, tôi cũng không phải là vì nhân dân Tân Hải, tôi là vì bí thư huyện ủy ngài đây. Trương Dương cầm chén trà lên chạm với cô ta, cái đó,
chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa. Tiêu Mân Hồng cười nói, yên tâm, tôi cũng không phải là muốn nhân cơ hội báo ân đâu, Bí Thư Trương, tôi đang muốn tìm hiểu quy hoạch tương lai của các anh một chút, xem tập đoàn Hoa Quang của chúng tôi có khả năng cống hiến một phần lực lượng cho xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu không. Trương Dương nhìn Tiêu Mân Hồng, thật sự muốn đầu tư ư. Tiêu Mân Hồng nói, cơ hội tốt như khu bảo lưu thuế nhập khẩu phát sinh ở bên cạnh tôi, nếu cơ hội như vậy mà chúng tôi không nắm được thì còn làm sinh ý làm gì. Trương Dương nói, Tiêu Tiểu Thư, chúng tôi cũng coi như là lão bằng hữu, tôi cũng không gạt gì cô, thiết kế quy hoạch của Tân Hải hiện tại đang tiến hành, vẫn chưa có chính thức, cho nên ngay cả trong đầu tôi cũng không có khung sườn chính xác. Gần đây nhà đầu tư tới hỏi ý quả thực rất nhiều, nhưng tôi cũng chưa gặp một ai cả, không phải không muốn nhận đầu tư mà là không biết bàn với mọi người ra sao. Cô cứ yên tâm, nếu khu đất đó của Hoa Quang các cô ở trong khu bảo lưu thuế nhập khẩu, chúng tôi nhất định sẽ bảo đảm lợi ích của các cô. Phương diện đầu tư thì tôi tuyệt đối hoan nghênh, cái khu bảo lưu thuế nhập khẩu thiếu chính là tiền, các anh chỉ cần dám tới thì tôi sẽ tiếp chiêu ngay. Tiêu Mân Hồng cười nói, tôi đã nói rồi, phóng mắt khắp ban lãnh đạo Bắc Cảng, không có một quan viên nào có khí phách như Bí Thư Trương. Trương Dương cười nói, trăm ngàn lần đừng nói như vậy, nếu như bị lãnh đạo của chúng tôi nghe thấy, kiểu gì cũng đi giày nhỏ cho tôi, vô số tiền lệ thảm thống trong lịch sử đã chứng minh, người công cao hơn chủ là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Tiêu Mân Hồng lại không nhịn được liền bật cười, cô ta phát hiện vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này rất dí dỏm. Cô ta nói khẽ, chú tôi sắp tới sẽ về, đến lúc đó tôi sẽ an bài cho hai người gặp mặt. Trương Dương nói, tốt, tôi đối với vị đại tài chủ này cũng ngưỡng mộ từ lâu rồi. Tiêu Mân Hồng nói, sức của một người dù sao cũng hữu hạn, không thể nào bằng được sức của cả quốc gia, tôi nghe nói quốc gia vô cùng ủng hộ hạng mục khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải. Quốc gia và tỉnh Lý tổng cộng cấp ngân sách 7 tỷ giúp xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Trương Đại Quan Nhân phát hiện Tiêu Mân Hồng rất không đơn giản, việc này chỉ giới hạn trong cao tầng Tân Hải và Bắc Cảng mới biết được, mà cô ta cũng biết, chứng minh của cô ta khá linh thông, Trương Dương mỉm cười nói cô còn nghe được gì nữa. Tiêu Mân Hồng nói, thành phố Bắc Cảng vì chuyện này cũng cấp 200 triệu. Trương Dương nói, chuyện này tôi cũng không biết. Tiêu Mân Hồng cười nói, coi như là tôi để lộ cho ngài chút tin tức đi. Trương Dương nói, tiền của quốc gia từ quyết định cấp đến cấp xuống dưới cần cả một quá trình, thủ tục tầng tầng, nếu điều cô nói là thật thì tôi cũng hy vọng 200 triệu của Bắc Cảng sẽ tới nhanh, tôi gần đây đúng là thiếu tiền tiêu đây. Tạm Thế Kiệt cũng không ngờ Trương Dương sẽ tìm đến y, khi Trương Dương đi vào văn phòng của Tạm Thế Kiệt đang ngồi ở ngủ gật dưới ánh nắng chiều nào đến lúc này y cũng sẽ mệt rũ rồi. Tạm Thế Kiệt không phải không có thư ký, nhưng từ lúc tới khoa ủy, y có rất ít người tới bái phỏng, trình tự thư ký trước tiên vào thông báo cũng bỏ, ở loại địa phương này một tháng cũng chẳng có ai tới bái phỏng một lần, một phó chủ nhiệm khoa ủy đã không còn khiến người ta cảm thấy có hứng thú nữa rồi. Ngẫu nhiên có người tới cũng là đám thần tử cũ của Tân Hải, đến để cao nhau, nhưng gần đây cũng trở nên càng lúc càng ít, Tạm Thế Kiệt biết theo thời gian trôi qua, sức ảnh hưởng của mình ở Tân Hải cũng trở nên càng lúc càng yếu, cuối cùng sẽ bị người ta quên đi. Trương Dương gõ cửa phòng hờ khép, sau đó đi vào. Tạm Thế Kiệt mở hai mắt mệt mỏi ra, qua cái kính lão nhìn Trương Dương, y rất nhanh liền nhận ra người kế nhiệm của mình. Trương Dương mỉm cười nói, Bí Thư Tạm, chào ngài, tôi là Trương Dương. Thân hình của ao ngất, bộ pháp hữu lực của Trương Đại Quan Nhân bất kể đi đến đâu cũng sẽ tạo cho người ta một loại cảm giác tinh lực dư thừa. Tạm Thế Kiệt cười cười, y tháo kính lão xuống, sau đó chậm rãi đứng lên vươn tay ra bắt tay Trương Dương, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Trương Dương nhìn văn phòng của Tạm Thế Kiệt, đồ dùng đơn sơ, so với văn phòng của Bí Thư huyện ủy Tân Hải đúng là một trời một vực. Tạm Thế Kiệt từ đó tới đây, sự hụt hẫng trong lòng khẳng định rất lớn. Tạm Thế Kiệt nói, ngồi đi, anh uống trà gì, trà Long Tĩnh hay là Quan Âm? Trương Dương cười nói, trà Long Tĩnh đi. Tạm Thế Kiệt cầm điện thoại gọi cho thư ký, cũng chỉ có lúc này y mới được sử dụng quyền lực của một phó chủ nhiệm khoa ủy, một lát sau thư ký Tiểu Trịnh mang trà tới. Tạm Thế Kiệt mỉm cười rất hiền lành, Bí Thư Trương, nói đi, hôm nay tới tìm tôi có chuyện gì? Trương Dương mỉm cười nói, thật ra tôi sớm nên tới đây gặp mặt Bí Thư Tạm, nhưng tôi mới tới Tân Hải, nhân sinh địa sơ, bận phải làm quen với tình huống của Tân Hải, công tác thật sự rất bận rộn, không lấy đâu ra được thời gian cả. Tạm Thế Kiệt nói, công tác quan trọng, đương nhiên là công tác quan trọng hơn. Trương Dương nói, bận bịu mấy tháng, cuối cùng cũng hiểu tình huống của Tân Hải được đại khái, hiện tại tới đây gặp mặt Bí Thư Tạm,
tôi cũng không giấu gì ngài, mục đích chủ yếu hôm nay tôi tới chính là học hỏi chút kinh nghiệm từ ngài. Tạm Thế Kiệt khiêm tốn nói, tôi làm gì có kinh nghiệm có giá trị gì đâu. Trương Dương nói, bí thư Tạm công tác ở Tân Hải thời gian dài như vậy, đối với tình huống của Tân Hải nhất định quen thuộc hơn nhiều so với tôi, thời gian tôi đến Tân Hải tuy rằng không lâu, nhưng tôi đã được nghe danh tiếng tốt của bí thư Tạm, mấy năm nay ngài đã làm không ít chuyện cho Tân Hải. Tạm Thế Kiệt trong lòng mắng thầm, thằng ôn này tới đây chẳng lẽ chỉ để khen định mình vài câu ư? Hình như là không cần thiết mà, chẳng lẽ hắn đang chế nhạo mình? Tạm Thế Kiệt cười nói, làm quan một nhiệm, tạo phúc một phương, tiếc nuối lớn nhất của tôi chính là không thể trong nhiệm kỳ của tôi đưa kinh tế Tân Hải phát triển lên. Hiện tại nghĩ lại, tôi trong công tác cũng tồn tại không ít sai lầm, hổ thẹn, hổ thẹn. Trương Dương nói, bí thư Tạm, sai lầm của ngài là ở chỗ nào? Tạm Thế Kiệt không khỏi ngẩn ra, thằng cha này quả thật là tới chơi mình, lão tử là đang khiêm tốn chứ cũng không phải là đang kiểm điểm mình. Trương Dương mỉm cười nói, bí thư Tạm, con người tôi thẳng tính, trước giờ có gì nói đó, tiền nhân chi sự, hậu giả chi sư, ngài nói cho tôi biết kinh nghiệm công tác của ngài, chỗ nào đắc ý thì nói ra để tôi học tập, chỗ nào sai lầm thì cũng nói ra để tôi biết tránh và sửa, bí thư Tạm, tôi hôm nay thực sự là đến thỉnh giáo. Tạm Thế Kiệt nghĩ thầm anh thỉnh giáo ư, nhưng tôi lại không thích dạy đấy, y gượng cười, có gì hay đâu mà học, người trẻ tuổi các cậu đầu óc nhanh nhanh, so với tôi thì thích hợp với xã hội hiện tại hơn, kinh nghiệm quản lý của các anh cũng tiên tiến hơn, phải tin tưởng, dựa theo suy nghĩ của mình mà làm. Trương Dương nói, bí thư Tạm, ngài Tân Hải đã xảy ra một đại sự chưa? Tạm Thế Kiệt ra vẻ ngạc nhiên nói, đại sự gì? Có phải khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Tân Hải hay không? Ha ha, tôi còn đang cao hứng vì chuyện này đâu, chuyện mà lúc trước tôi ngay cả nghĩ cũng không dám không ngờ anh lại thoáng cái làm xong ngay. Trương Dương nói, bí thư Tạm có nhớ Triệu Kim Khoa không? Tạm Thế Kiệt gật đầu, sở trưởng sở quản xe, tôi nhớ rõ, trước đây tiếp xúc cũng không nhiều, năng lực của hắn không tồi. Trương Dương nhìn vẻ mặt trấn định của Tạm Thế Kiệt, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Triệu Kim Khoa nhảy lầu, chuyện lớn như vậy Tạm Thế Kiệt không biết ư. Tin tức của y thật sự bế tắc đến mức này ư. Trương Dương nói, bí thư Tạm, Triệu Kim Khoa bị tình nghi dính líu đến tham ô, trong nhà hắn lục soát ra được một lượng tài vật rất lớn. Tạm Thế Kiệt cả kinh nói, thật, hắn không ngờ lại tham ô ư. Trương Dương nói, bí thư Tạm, sở quản xe của Tân Hải luôn luôn làm biển cho xe lậu, biến phi pháp thành hợp pháp, chuyện này ngài có nghe nói không? Tạm Thế Kiệt sau khi nghe thấy câu này thì sắc mặt y lập tức trở nên âm trầm, bí thư Trương, anh có ý gì? Trương Dương nói, không có ý gì cả, chỉ là tôi nghe có người nói, trước đây chuyện lắp biển cho xe lậu là huyện lý ngầm đồng ý, nghe nói có thể thông qua phương thức này để gia tăng thu nhập tài chính. Nói bậy, Tạm Thế Kiệt kích động, cả mặt y đỏ bừng lên, cơ hồ muốn nhảy dựng lên khỏi ghế, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn Trương Dương nói, tôi là một đảng viên, tôi từng là quan phụ mẫu của Tân Hải, tôi sao có thể ngang nhiên làm tổn hại tới lợi ích của quốc gia. Tôi chưa từng làm, cũng vĩnh viễn sẽ không làm. Chương 1581, ai cũng có tính toán. 1. Trương Dương bật cười ha ha, bí thư Tạm, ngài đừng tức giận, để tôi nói cho ngài nghe, tôi cũng tin ngài khẳng định sẽ không làm ra loại chuyện này. Trong những năm nay, bên ngoài lời đồn kiểu gì cũng có, chúng ta chân chính không sợ tà, thật sự nếu đi so đo với cái đám chuyên tung lời đồn đó thì có khi phải tức chết, ngài nói xem có đúng không? Tạm Thế Kiệt cho rằng đã không cần thiết tiếp tục nói chuyện với Trương Dương nữa. Thằng ôn này căn bản là tới gây phiền phức, khi Tạm Thế Kiệt đang chuẩn bị hạ lệnh trục khách thì Trương Dương đã đứng dậy trước, bí thư Tạm, tôi buổi chiều còn có cuộc họp, đi trước đây. Tạm Thế Kiệt trong lòng tức lắm, vốn định mượn hạ lệnh đuổi khách để phát tiết một chút sự bất mãn trong lòng, không ngờ thằng cha này ngay cả cơ hội này cũng không cấp cho mình, y căn bản không thèm đứng dậy, anh bận, không tiễn. Bốn chữ đã thể hiện hết tâm tình hờn giận của y. Trương Dương cười cười đi ra cửa. Khi đi tới cửa hắn bỗng nhiên dừng chân, bí thư Tạm, thị lý vô cùng coi trọng chuyện Triệu Kim Khoa nhảy lầu, ủy ban kỷ luật vừa mới thành lập tổ điều tra, nói là sẽ điều tra vụ án của Triệu Kim Khoa tới cùng, tôi chắc họ có thể sẽ tới tìm ông để tìm hiểu tình huống đấy. Khóe môi Tạm Thế Kiệt run rẩy một chút, thằng cha này có ý gì? Rõ ràng là đang ám chỉ giữa mình và Triệu Kim Khoa tồn tại vấn đề. Tạm Thế Kiệt có chút không nhịn được, y thiếu chút nữa cầm chén trà trên bàn ném tới, nhưng lại nhìn Trương Dương. Người ta đã nghênh ngang đi ra ngoài cửa, Tạm Thế Kiệt tức mà không có chỗ phát tiết, y cực kỳ bực bội ngồi bệt trên ghế, một lát sau y mới nhớ tới gì đó,
cầm điện thoại bấm số điện thoại của thị trưởng Cung Hoàn Sơn, sau khi điện thoại vang mấy tiếng thì Cung Hoàn Sơn mới ấn nút nghe, có chút bực bội nói, ai đó. Thật ra Cung Hoàn Sơn cũng hiểu rõ, người có thể trực tiếp gọi vào di động của y cũng không nhiều, nhưng tâm tình của Cung Hoàn Sơn gần đây không được tốt, trong giọng nói tất nhiên biểu hiện ra một chút nóng nảy. Tảm Thế Kiệt cung kính nói, thị trưởng Cung, tôi là Tảm Thế Kiệt. Cung Hoàn Sơn nói, lão Tảm à, anh tìm tôi có việc ư? Tảm Thế Kiệt nói, thị trưởng Cung, tôi vừa nghe nói một chuyện. Cung Hoàn Sơn nói đi. Tảm Thế Kiệt nói, tôi vừa nghe nói Triệu Kim Khoa nhảy lầu. Cung Hoàn Sơn ở bên kia ngây ra một thoáng, sau đó nói, anh mới biết được ư. Y hiển nhiên cũng không tin Tảm Thế Kiệt hiện tại mới nhận được tin tức này. Ngữ khí của Tảm Thế Kiệt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bên khoa ủy tin tức bế tắc lắm. Một là chứng minh mình vừa mới biết, hai là mượn cơ hội biểu đạt một chút sự bất mãn đối với hiện trạng. Cung Hoàn Sơn nói, chuyện tối hôm qua rồi, căn cứ vào tình huống điều tra hiện tại thì tự sát hay là bị giết thì vẫn khó nói. Tảm Thế Kiệt nói, nghe nói hắn bị tình nghi dính líu đến tham ô. Cung Hoàn Sơn nói, lão Tảm à, anh rời khỏi Tân Hải lâu như vậy rồi, đối với chuyện bên đó vẫn quan tâm vậy ư? Tảm Thế Kiệt không khỏi nghẹn lời, Cung Hoàn Sơn rõ ràng đang châm chọc y, Tảm Thế Kiệt lúc này mới ý thức được cú điện thoại này của mình gọi có chút dư thừa, đã khiến Cung Hoàn Sơn không vui, nhưng đã gọi rồi thì cũng không ngại nói vài câu. Y nói khẽ, thị trưởng Cung, vừa rồi Trương Dương đến tìm tôi, hỏi chuyện Triệu Kim Khoa, còn nói thị lý bảo ủy ban kỷ luật thành lập tổ công tác. Cung Hoàn Sơn nói, xảy ra chuyện như vậy, ủy ban kỷ luật tham gia cũng là rất bình thường, Trương Dương tìm anh làm gì? Thằng ôn này lại có chủ ý gì ư? Tảm Thế Kiệt nói, người này rất không có lễ phép, hắn tới đây nói mấy vị sẽ tìm tôi nói chuyện. Cung Hoàn Sơn từ trong điện thoại nghe ra sự bất an của Tảm Thế Kiệt, y lạnh lùng nói, không làm việc thẹn với lòng thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, ngay cả chút khảo nghiệm ấy cũng không chịu nổi ư. Thật uống cho anh là lão đảng viên công tác nhiều năm. Tảm Thế Kiệt nói, thị trưởng Cung, tình huống của tôi anh cũng biết, chuyện Cảng Phước Long tôi đã chủ động gánh vác trách nhiệm, hiện tại ly khai Tân Hải lâu như vậy, chẳng lẽ chuyện phát sinh? Cung Hoàn Sơn ngắt lời Tảm Thế Kiệt, lão Tảm, anh sao thế? Tôi nói gì anh ư? Ai bảo anh gánh vác trách nhiệm? Đúng là khó hiểu, nói xong câu đó y liền không chút khách khí dập máy. Tảm Thế Kiệt đầu đầy mồ hôi lạnh ngồi đó, tay phải nắm chặt điện thoại tựa hồ muốn bóp vỡ ống nghe. Trương đại quan nhân tới khoa ủy tuyệt đối không phải là ý nghĩ đột phát, hắn có phương pháp suy lý của mình, hắn không biết Triệu Kim Khoa, nhưng hắn biết cái chết của Triệu Kim Khoa tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, thân là đồn trưởng sở quản xe, hắn và sự kiện xe lậu tràn lan ở Tân Hải có quan hệ trực tiếp, Trương Dương cho rằng Triệu Kim Khoa khẳng định là bị người ta đẩy từ tầng 10 xuống, đây là mưu sát, mà Triệu Kim Khoa sở dĩ bị giết, tuyệt đối sẽ không phải là báo thù, mà là người khác vì che giấu chứng cớ mà áp dụng hành động diệt khẩu. Giết chết một Triệu Kim Khoa có thể chặt đứt tất cả manh mối, giết chết Triệu Kim Khoa có thể bảo vệ được tên đầu sỏ, Trương Dương sở dĩ tới tìm Tảm Thế Kiệt, là vì hắn cho rằng sự hỗn loạn và lạc hậu của Tân Hải có quan hệ trực tiếp tới vị bí thư huyện ủy Tân Hải tiền nhiệm này. Nếu nói Tảm Thế Kiệt khi tại nhiệm có chính tích nổi bật gì, thì thị trường giao dịch ô tô Tân Hải tuyệt đối có thể tính là một trong số đó, chỉ là trong nhiệm kỳ của y, thị trường giao dịch ô tô Tân Hải mới có được sự phát triển nhảy vọt, ngạch giao dịch mấy năm liên tục tăng lên. Nhưng theo đó cũng xảy ra hiện tượng xe lậu. Trương Dương từ trong đó tìm ra một liên hệ, Triệu Kim Khoa khẳng định từ cấp biển cho xe lậu mà kiếm được một khoản tài phú lớn, mà buôn lậu xe cũng có liên quan tới sự thả lỏng của Tảm Thế Kiệt đối với thị trường ô tô. Trương đại quan nhân tuy rằng trước mắt không có chứng cớ, nhưng hắn vẫn có thể kết luận Triệu Kim Khoa tuyệt đối không phải là làm một mình, phía sau hắn nhất định có một liên minh lợi ích bí mật, mà Tảm Thế Kiệt rất có thể là một mắt xích quan trọng trong liên minh lợi ích đó. Trương Dương hôm ấy không rời khỏi Bắc Cảng, bởi vì hắn còn muốn đi gặp một người rất quan trọng, Phó Bí Thư Thị ủy Bắc Cảng Tưởng Hồng Cương. 4 giờ chiều, Trương Dương tới sân gôn Ngọc Bình Sơn ở ngoại thành Tây Bắc Cảng, nơi này là sân gôn số 1 Bắc Cảng, chủ nhân là lão tổng của thương vụ Hằng Mậu Đinh Cao Sơn. Trương Dương tới sân gôn, nhìn thấy một nữ lang mặc đồ thể thao màu trắng bước về phái mình, từ xa đã gọi, Bí Thư Trương. Trương Dương lúc này mới nhận ra người đến là con gái Đinh Lâm của Đinh Cao Sơn. Trương Dương lần trước nhìn thấy Đinh Lâm là ở lễ tang của Phùng Kính Quốc, lúc ấy chồng Đinh Lâm vừa mới chết, sắc mặt tái nhợt, hình dung tiều tụy, nhưng hiện tại cô ta đã đầy đặn hơn rất nhiều, mặt đỏ hây hây, có lẽ là bởi vì vừa mới vận động, có điều nhìn trạng thái tinh thần vô cùng tốt, giống như là biến thành một người khác vậy,
chắc là đã thoát khỏi nỗi đau chết chồng. Điều này cũng chứng minh trạng thái tinh thần của nữ nhân trong dung mạo chiếm tỷ lệ khá quan trọng, Đinh Lâm hiện tại tuyệt đối được xưng là mỹ nữ. Bởi vì thời gian đánh giá của Trương đại quan nhân lâu quá nên mặt Đinh Lâm đỏ bừng, cô ta nói khẽ, bí thư Trương, anh không nhận ra tôi à? Trương Dương cười ha ha, nói tôi vừa rồi thật đúng là không nhận ra, cô so với trước đây thì béo hơn. Đinh Lâm cười cười, bí thư Trương đang nhắc nhở tôi nên giảm béo. Trương Dương cười nói, cô không béo, nhưng trước đây thì quá gầy. Nói tới đây hắn ý thức được mình không nên tiếp tục nói về đề tài này, lập tức chuyển đề tài, bí thư Tưởng có đây không? Đinh Lâm gật đầu, mời hắn lên một chiếc xe điện, tự mình lái xe đưa hắn vào sân golf. Trương Dương nhìn sân golf toàn là cỏ xanh này, trong lòng thầm than, Bắc Cảng trong mấy năm nay phát triển tuy rằng không được tốt lắm, nhưng siêu cấp phú hào nơi này lại không ít, chỉ cần là người hắn biết thôi đã có Tiêu Quốc Thành, Đinh Cao Sơn. Tưởng Hồng Cương ở đằng xa đang vung cao gậy, y đánh bóng rơi vào hố cát, Tưởng Hồng Cương lắc đầu, cắm lại gậy, tháo bao tay, cầm khăn lên lau mồ hôi, xoay người nhìn về phía xe điện đang lái đến, y cười cười vẫy vẫy tay với Trương Dương. Trương Dương xuống xe đi đến bên cạnh Tưởng Hồng Cương, bí thư Tưởng. Tưởng Hồng Cương nói, đi, chúng ta vừa đi vừa tán gẫu. Y lại rút gậy gôn ra, đi tới hố cát ở xa xa, Trương Dương đi theo y, Đinh Lâm đứng nguyên tại chỗ, không đi theo, bảo người vác túi gậy cũng đứng nguyên tại chỗ. Tưởng Hồng Cương nói, chuyện của Triệu Kim Khoa đã điều tra xong chưa? Trương Dương lắc đầu nói, chỉ có thể khẳng định là bị giết, sát thủ khá lão luyện, không lưu lại dấu vết rõ ràng ở hiện trường. Tưởng Hồng Cương nói, nhất định sẽ có manh mối, cha cẩn thận vào. Đừng quên có câu châm ngôn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Y đi xuống hố cát, dùng sức đánh bóng ra ngoài. Trương Dương vươn tay giúp y đi lên khỏi hố cát, Tưởng Hồng Cương cười nói, có muốn thử không? Trương Dương nói, tôi không biết chơi. Chương 1582, ai cũng có tính toán. 2. Tưởng Hồng Cương nói, chơi gôn chỉ là thứ yếu, tôi thích hoàn cảnh nơi này, mây trắng, cỏ xanh khắp nơi, không khí tươi mát, rời xa đô thị ồn ã, may mà nơi này là Đinh Cao Sơn mở, nếu không với chút tiền lương của tôi thì đúng là không thể nào chơi nổi. Y đẩy bóng vào gần lỗ rồi đi tới nhẹ nhàng đẩy, bóng liền theo tiếng vào lỗ. Trương Dương vỗ tay nói, đánh đẹp quá. Tưởng Hồng Cương cười nói, xem ra cậu đúng là không biết chơi thật, tôi đánh liền bảy gậy mới vào được lỗ, nếu là người khác vỗ tay thì tôi sẽ cho rằng hắn đang nịnh bợ tôi. Trương Dương bật cười ha ha. Tưởng Hồng Cương dừng chân, hai tay chống gậy gôn, nhìn trời nói, bí thư hãng rất tức giận, trên cuộc họp thường ủy rất giận dữ. Y nói tin tức này cho Trương Dương, lộ rõ sự chiếu cố của y đối với Trương Dương. Trương Dương nói, tôi buổi sáng đã đi gặp hắn rồi, đặc biệt giải thích chuyện này với hắn, sắc mặt của hắn rất khó coi. Tưởng Hồng Cương nhìn Trương Dương nói, biết không, nhằm vào chuyện này, thị lý đã quyết định để ủy ban kỷ luật dẫn đầu phái ra một tổ công tác, tổ trưởng là phó bí thư nghiêm chính của ủy ban kỷ luật. Trương Dương nói, tôi nghe Trần Cương nói rồi, có điều chuyện cụ thể thì hắn không nói với tôi còn tưởng rằng hắn tự mình giữ ấn soái. Tưởng Hồng Cương nói, nghiêm chính này là bao công mặt đen, là hạng lục thân không nhận. Trương Dương nói, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa nửa đêm, tôi không làm chuyện gì xấu, hắn có muốn tra cũng chẳng tra được lên đầu tôi. Tưởng Hồng Cương nhẹ giọng thở dài, gió thổi mưa dông trước cơn bão, Bắc Cảng lúc nào mới có thể thực sự được yên tĩnh vài ngày đây. Trương Dương nói, bí thư Tưởng cho rằng họ sẽ mang tới phiền phức cho tôi ư. Tưởng Hồng Cương cười cười, giữa cậu và Trần Cương hình như có chút khúc mắc. Trương Dương bật cười, rất giảo hoạt hồi đáp, tôi không quen hắn. Tưởng Hồng Cương cười cười nhìn Trương Dương, sau đó lắc đầu, bất kỳ ai làm bất kỳ chuyện gì cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Cậu gần đây rất đắc ý, khu bảo lưu thuế nhập khẩu bị các cậu tranh được, sau lưng có nhiều người đỏ mắt lắm. Trương Dương thật sự không tưởng tượng ra chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu và chuyện Triệu Kim Khoa nhảy lầu có liên hệ gì với nhau. Tư tưởng của Tưởng Hồng Cương cũng nhảy cóc quá rồi, từ chuyện này đột nhiên nhảy sang chuyện kia, có điều Trương Dương rất nhanh đã nghĩ thấu được nguyên nhân bên trong, không phải là tư tưởng của Tưởng Hồng Cương nhảy cóc, nguyên nhân chân chính là Tưởng Hồng Cương không quan tâm Tân Hải xảy ra chuyện gì, mà y quan tâm chuyện xảy ra sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới cục diện chính trị của Bắc Cảng trong tương lai. Trong thể chế không thiếu loại quan viên như Tưởng Hồng Cương, trong lòng họ đặt tiền đồ chính trị lên vị trí thứ nhất, bọn họ không có lúc nào là không đang chờ đợi cơ hội. Chỉ cần cơ hội xuất hiện,
bọn họ sẽ không chút do dự xông lên, nắm lấy cơ hội để thực hiện mục đích chính trị của mình. Người như vậy là sinh ra vì chính trị, bọn họ chỉ quan tâm tới hai chữ này, đối với những chuyện khác thì không quá chú ý. Loại người này cũng sẽ không quá thân thiết với người khác, bọn họ câu kéo hoặc là xa lánh người khác đều có mục đích rõ ràng, tưởng Hồng Cương ngoài mặt thì coi Trương Dương là người một nhà, trên thực tế y là muốn lợi dụng Trương Dương, mượn bối cảnh quan hệ của Trương Dương. Trương Dương cũng không coi tưởng Hồng Cương trở thành bằng hữu có thể dốc bầu tâm sự, tưởng Hồng Cương muốn lợi dụng hắn, hắn cũng muốn lợi dụng tưởng Hồng Cương. Trương Dương nói, khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng không phải là tôi tranh được, bởi vì là tôi đề xuất sớm nhất, cho nên nó vốn thuộc về Tân Hải chúng tôi. Tưởng Hồng Cương mỉm cười, y vác gậy gôn lên vai, xoay người đi về phía xe điện ở đằng xa, Trương Dương đuổi theo y. Tưởng Hồng Cương nói, nhìn ra được Trần Cương có chút thành kiến đối với cậu, chuyện thành lập tổ điều tra sớm nhất là do hắn đề xuất. Trương Dương nói, có thể là bởi vì Trần Khải, hắn vẫn luôn cho rằng Trần Khải là do tôi đá ra khỏi Tân Hải. Tưởng Hồng Cương nói, Trần Khải vốn cũng nên đi rồi, Cảng Phước Long Tân Hải gặp hỏa hoạn, 47 người chết, hắn thân là cục trưởng công an chẳng lẽ không nên gánh vác trách nhiệm. Tạm Thế Kiệt đứng ra gánh chuyện này, tất cả đã kết thúc, không có ai truy cứu trách nhiệm của hắn cũng không có nghĩa là hắn không có trách nhiệm. Trương Dương nói, trời sập xuống thì người cao gánh trước, xem ra chỉ cần có người gánh thì tất cả dễ ăn nói rồi. Tưởng Hồng Cương nhìn Trương Dương, không biết những lời này của hắn rốt cuộc có chứa mấy tầng hàm nghĩa. Trương Dương nói, lời nói của ngài khiến tôi nghĩ tới cái chết của Triệu Kim Khoa, hắn đã chết, chẳng khác nào gánh hết chuyện buôn lậu xe của Tân Hải, nếu chuyện chỉ tới chỗ hắn là dừng, thì có cha nữa cũng cha không tới được đầu mối khác, như vậy chẳng khác nào hắn chịu trách nhiệm chuyện này. Tưởng Hồng Cương nói, cậu hoài nghi sau lưng hắn còn có những người khác. Trương Dương nói, chuyện không có chứng cứ tôi không tiện nói lung tung, nhưng có người muốn hắn chết là sự thực. Tưởng Hồng Cương nói, diệt khẩu, y nói xong liền thở dài, có lẽ Tân Hải phức tạp hơn xa những gì mà chúng ta nhìn thấy. Lúc ban đầu biết được tin tức này, có người nói hắn sợ tội tự sát, tôi không tin hắn lại tự sát cũng cần dũng khí. Trương Dương nói, tôi không quen Triệu Kim Khoa. Tôi chỉ tra xét quá khứ của hắn, tra xét lịch sử thăng tiến của hắn, buồn cười là, người lúc trước giới thiệu hắn không ngờ cũng không dám thừa nhận. Tưởng Hồng Cương nói, không ai thích phiền toái cả, gặp phải loại chuyện này, có ai mà không khỏi phủ sạch quan hệ. Hai người trở lại trong xe điện, Đinh Lâm mỉm cười nói, chú Tương, bí thư Trương, cha tôi đã pha trà chờ hai người rồi. Tưởng Hồng Cương cười nói, đi, đừng để y đợi lâu. Đinh Cao Sơn ở trong biệt thự sân gôn đợi đại giá của hai người, trước khi hai người tới biệt thự, Đinh Cao Sơn đã chờ đợi ở trước cửa, y mỉm cười nói chơi vui vẻ không? Tưởng Hồng Cương nói, vui vẻ, Trương Dương không chơi, làm người xem cho tôi, y ngửi thấy trong phòng bếp có mùi, hít hà nói, mùi gì thế? Thơm vậy, Đinh Cao Sơn nói, tôi sai người đi mua chim nhạn, tự mình xuống bếp hầm cho hai người. Tưởng Hồng Cương cười nói, tốt, nếm thử thủ nghệ của anh. Đinh Cao Sơn tiếp đón Trương Dương đi uống trà, Tưởng Hồng Cương thừa dịp này đi tắm rửa một cái, y và Đinh Cao Sơn là bạn học cũ, đến chỗ Đinh Cao Sơn như về nhà mình. Trương Dương vốn không ăn cơm chiều ở chỗ Đinh Cao Sơn, nhưng Đinh Cao Sơn nếu đã chuẩn bị, mà phó bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương cũng mời, hắn tất nhiên không tiện cự tuyệt hảo ý của bọn họ. Trương Dương gọi điện thoại cho Chu Sơn Hổ, bảo hắn trước tiên tìm khách sạn ở tạm, lát nữa khi cần dùng xe sẽ gọi điện thoại cho hắn. Từ thủ pháp rửa chén pha trà của Đinh Cao Sơn có thể nhìn ra y là cao thủ trà đạo. Đinh Cao Sơn làm thủ thế mời, Trương Dương cầm chung trà một ngụm uống cạn, chép chép miệng nói, trà ô long. Đinh Cao Sơn cười nói, ô long đông lạnh, một vị bằng hữu Đài Loan mang đến cho tôi. Trương Dương nói, Đinh Tổng thật sự là giao du khắp thiên hạ. Đinh Cao Sơn cười nói, làm ăn không có bằng hữu thì nửa bước cũng khó đi. Y uống ngụm trà, buông chung trà nói khẽ, bí thư Trương. Tôi nghe nói đồn trưởng Triệu của sở quản xe đã tự sát. Trương Dương lại cầm một ly trà, sau khi uống xong thì bỏ chén không xuống, tối hôm qua từ tầng 10 khách sạn Minh Duyệt nhảy xuống, quả thực đã chết rồi. Đinh Cao Sơn thở dài nói, Triệu sở tính cách rất thoải mái, với tính tình của hắn chắc không nhảy lầu đâu. Trương Dương nói, anh rất quen thuộc với hắn. Đinh Cao Sơn gật đầu nói, hắn lúc sinh tiền quan hệ với tôi không tồi, tôi từng nhờ hắn giúp đỡ. Từ sau khi Triệu Kim Khoa chết, Đinh Cao Sơn là người đầu tiên thừa nhận quan hệ không tồi với hắn. Trương Dương ý vị thâm trường nhìn Đinh Cao Sơn một cái,
sau khi Triệu Kim Khoa chết, chúng tôi đã tiến hành điều tra nhà hắn, lục soát ra không ít tiền. Ninh Cao Sơn nói, con người hắn rất tham, đa số mọi người ở Tân Hải đều biết, tìm hắn nhờ vả, phải trả giá rất cao. Đánh giá của Đinh Cao Sơn đối với Triệu Kim Khoa không cao. Trương Dương nói, Đinh Tổng có thể kể lại một số việc không? Ninh Cao Sơn nói, tôi là thương nhân, chuyện trên quan trường tôi không thích hợp nói quá nhiều. Trương Dương mỉm cười nói, đã đầu rồi thì đừng ngại nói thêm vài câu, chẳng lẽ Đinh Tổng coi tôi là người ngoài? Ninh Cao Sơn nói, Bí Thư Trương, tôi vừa rồi đã nói những người làm ăn chúng tôi không có bằng hữu thì nửa bước cũng khó đi, nhưng thân phận của chúng tôi quyết định, chúng tôi có rất ít bằng hữu chân chính, bằng hữu cũng chia làm rất nhiều loại, người như Triệu Kim Khoa tôi không dám dây, hắn từng giúp tôi một số việc nhỏ, với sự hiểu biết của tôi về hắn, người này làm chuyện gì cũng cần hồi báo, rất tham lam, năm ngoái tôi từng tìm hắn hỗ trợ lấy một số biển, vì chỗ biển đó, hắn bảo tôi hỗ trợ thanh toán tiền cơm hơn 6 vạn. Mà thế đã xong đâu, hắn còn tìm tôi đòi 5 tấm thẻ hội viên VIP của sân gôn Ngọc Bình Sơn, thật sự là tiêu tiền cũng không cần nhiều như vậy. Trương Dương cười nói, một người muốn đánh một người nguyện chịu đòn mà. Chương 1583, ai cũng có tính toán. 3. Ninh Cao Sơn cười nói, tôi và hắn không hề có tiếp xúc lợi ích trực tiếp, anh nói hắn tham ô, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào, cấp biển cho ô tô Tân Hải do hắn định đoạt. Chỉ cần một hạng này thôi, nước béo đã nhiều tới mức người ngoài không thể tưởng tượng được rồi. Ninh Cao Sơn nói tới đây thì thở dài, thật ra hắn đã chết rồi, những lời này tôi vốn không nên nói. Trương Dương nói, đó là anh coi tôi như bạn, không ngại tâm sự. Lúc này Tưởng Hồng Cương tắm rửa xong đi ra, cười nói, tán gẫu gì mà vui vẻ như vậy. Ninh Cao Sơn nói, tán gẫu về khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, đang hỏi về chuyện đầu tư. Ninh Lâm cũng tới đây gọi họ đi ăn cơm, mấy người cùng nhau tới nhà ăn, Đinh Cao Sơn tự tay nướng một bồn chim nhạn, 4 món còn lại là Đinh Lâm làm, thật sự là không ngờ cha con họ làm đồ ăn ngon đến vậy. Đinh Cao Sơn mở một lọ mao đài, bảo Đinh Lâm trước tiên rót đầy cho Tưởng Hồng Cương, Tưởng Hồng Cương nói, không được, trước tiên rót cho cha cô đã. Đinh Cao Sơn nói, rót cho anh trước, anh là lãnh đạo. Tưởng Hồng Cương cười nói, hiện tại rót cho tôi quen rồi, sau này tôi về hưu. Không làm lãnh đạo nữa, lại biến thành tôi rót cho anh không sợ tôi tâm lý không bình hành à? Ninh Cao Sơn cười ha ha, nói, trong lòng lãnh đạo thành phố Bắc Cảng người có tố chất tốt nhất chính là anh. Tưởng Hồng Cương nói, lão Đinh à, đạo hạnh của anh càng lúc càng sâu, tôi không nghe ra anh là đang khen tôi hay là đang mắng tôi. Ninh Cao Sơn lại bảo Đinh Lâm rót cho Trương Dương nói thôi, tôi là tiểu bối, rót cho họ trước đi. Ninh Cao Sơn nói, tôi là người Tân Hải, anh là quan phụ mẫu của Tân Hải chúng ta, đương nhiên phải rót cho anh trước. Tưởng Hồng Cương cười nói, chữ quan có 2 chữ khẩu, chúng ta cộng lại là 4 chữ khẩu, tức 4 cái miệng mà không nói lại được một thương nhân. Ninh Cao Sơn cười nói, chữ thương gồm 8 chữ khẩu, tôi so với 2 vị quan các anh thì còn nhiều hơn gấp đôi, làm sao mà không nói lại được các anh. Mấy người đồng thời bật cười. Trương Dương nói, Đinh Lâm cũng là thương nhân. Tính cả cô ta, 2 cha con các anh là 16 cái miệng, tôi và Bí Thư Tưởng cam bái hạ phong. Ninh Lâm dịu dàng cười nói, đừng tính tôi không nói gì cả, cha tôi bảo tôi làm thế nào thì tôi làm theo thế. Ninh Cao Sơn cầm chén rượu lên nói, hoan nghênh 2 vị quan phụ mẫu đại giá quang lâm, khiến hàn xá của kẻ hèn này được vẻ vang. Tưởng Hồng Cương nói, chỗ anh không phải là hàn xá đâu, tôi cho dù phấn đấu cả đời cũng không có được hàn xá như thế này. Ninh Cao Sơn nói, có gì khó đâu, anh thích thì cứ tùy thời tới ở, tôi không dám tặng, tặng thì anh nói tôi hối lộ, đợi khi nào anh về hưu rồi, tôi sẽ tặng anh, tặng với tư cách là bạn đảm bảo không ai dám nói gì. Tình bạn tích lũy nhiều năm của 2 người quả nhiên vô cùng thâm hậu. Uống xong chén này, Tưởng Hồng Cương lại cầm chén rượu lên nói, chén này chúng ta bồi Tiểu Trương uống. Trương Đại Quan Nhân thụ sủng nhược kinh nói, đa tạ Bí Thư Tưởng. Tưởng Hồng Cương nói, tôi là người từng trải, so với cậu thì thấy nhiều chuyện hơn nhiều, tạm thời cậy già lên mặt một lần, tôi dạy cậu một câu, làm quan thì nhất định phải phân rõ công tác và sinh hoạt, nếu những người làm quan chúng ta mang chuyện trong công tác vào cuộc sống thường ngày, vậy thì chúng ta sớm muộn gì cũng uất mà chết. Trương Dương cười nói, cũng không thể đưa chuyện trong cuộc sống vào công tác, bằng không sẽ coi của công là đồ của nhà mình. Ninh Cao Sơn cảm khái nói, làm quan thật sự là không dễ dàng gì.
với loại trí lực này của tôi cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm thương nhân thôi. Tưởng Hồng Cương gắp một miếng thịt chim bỏ vào miệng, anh làm đầu bếp cũng không tồi, đồ ăn này làm tuyệt không thể tả. Ninh Cao Sơn nói, tôi cũng có ý này, qua vài năm nữa tôi giao sinh ý tất cả cho Tiểu Lâm, tôi tới Tân Hải mở một nhà hàng, thành thật làm một gã đầu bếp. Tưởng Hồng Cương nói, anh nếu thực sự mở hàng ăn, tôi mỗi ngày đều đến ăn, lúc đó ăn cho anh nghèo thì thôi. Ninh Cao Sơn cười nói, tôi cầu còn không được. Trương Dương vốn định từ chỗ Tưởng Hồng Cương hỏi một số tin tức của thị lý, nhưng Tưởng Hồng Cương này đối với chừng mực nắm chắc rất tốt, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, y đều nắm giữ vừa đúng, tuy rằng nói ra một số cái gọi là tin tức, nhưng cũng không có tính thực chất gì cả, so ra thì thậm chí không bằng những tin tức mà Ninh Cao Sơn tiết lộ cho Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân và Tưởng Hồng Cương tiếp xúc càng nhiều thì càng phát hiện người này là một người làm quan lọc lõi, thực sự là trơn tuồn tuột. Có điều không khí ăn cơm của bọn họ rất tốt, Ninh Cao Sơn tỏ ra có hứng thú với khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, Trương Đại Quan Nhân đối với chuyện của khu bảo lưu thuế nhập khẩu nói rất ít, nhà có cây ngô đồng không lo không có phượng hoàng đến, Trương Đại Quan Nhân hiện ở trong tay cuối cùng cũng có một số vốn để kiêu ngạo. Vừa mới uống vài chén rượu thì Trương Dương nhận được một cú điện thoại khiến hắn kinh hỉ, Kiều Mộng Viện. Trương Dương không ngờ Kiều Mộng Viện lại chủ động gọi điện thoại cho hắn. Cầm di động đi sang một bên, cười nói, sao? Tôi còn tưởng là cô quên tôi rồi, cô chắc không phải là gặp phiền toái gì chứ? Kiều Mộng Viện ở đầu kia điện thoại nói, anh nói đúng đấy, tôi gặp phiền toái rồi, xe bị người ta trộm. Trương Dương vừa nghe vậy lập tức khẩn trương, cô không sao chứ? Kiều Mộng Viện nói, người thì vẫn còn, nếu mất cả người thì sao có thể gọi điện thoại cho anh? Trương Dương nói, vậy tôi an tâm rồi, tôi mấy ngày nay bận quá, hay là để tôi phát động đám anh em ở Kinh Thành giúp cô tìm, đợi tôi xong chuyện bên này sẽ lập tức tới ngay. Kiều Mộng Viện nói, tôi đang ở Bắc Cảng. Gì cơ, Trương Đại Quan Nhân trợn trừng hai mắt, cô nói gì? Kiều Mộng Viện nói, tôi và Thì Duy cùng đi đến, ở đường cao tốc bị kẹt xe. Cho nên tới muộn 3 tiếng đồng hồ, cũng không gọi điện thoại cho anh, vừa đi ăn bữa hải sản thì xe không còn nữa, hành lý và giấy tờ cũng toàn bộ mất hết rồi. Lại gặp phải trộm, ngay cả tiền cơm cũng không có mà trả, anh mau tới cứu hỏa đi. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe thấy vậy thì bực lắm, Kiều Mộng Viện vừa tới Bắc Cảng thì xe đã bị trộm, con mẹ nó ai mà không có mắt như vậy, cũng may là người thì không sao. Trương Dương trở về một tiếng, Đinh Cao Sơn nghe nói hắn có việc gấp, bảo con gái Đinh Lâm đưa hắn đi. Ninh Lâm lái xe Ferrari của cô ta đưa Trương Dương đến một con phố hải sản ở đường Hải Phong, người địa phương của nơi này không đến đây ăn cơm, đa số đều là du khách từ ngoài tới, kinh doanh nhà hàng ở bên này rất không có quy phạm, trên cơ bản thấy khách bên ngoài là tới một chém một, danh tiếng cực kém. Trương Dương nhìn thấy quán hải sản tên là Hải Phong Tửu Gia, chỉ nói, ở đó. Ninh Lâm đỗ xe xong, Trương Dương mở cửa xe bước xuống nói, cô cứ đi về trước đi. Ninh Lâm tắt máy, tôi đi với anh, có thể giúp được gì đó. Trương Dương bởi vì quan tâm tới an nguy của hai người Kiều Mộng Viện và Thì Duy, cho nên cũng chẳng buồn nói nhiều với cô ta, bước nhanh vào quán hải sản mới vừa đi vừa vào thì nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Thì Duy, đã nói là người sắp tới rồi, anh gấp cái gì? Chúng tôi có ăn quỵt của anh đâu. Một giọng nói âm dương quái khí nói, nhìn thấy bộ dạng của hai cô không tồi, sao lại đi ăn chùa thế hả? Thì Duy tức giận nói, anh nói ai đấy? Ông chủ cửa hàng cười quái dị, thấy cổ áo phía sau bỗng nhiên căng lên, một bàn tay to đã tùm cổ hắn, nói chuyện khách khí chút. Trương Đại Quan Nhân giống như thần binh thiên tướng xuất hiện trước mặt mọi người. Kiều Mộng Viện và Thì Duy đứng đó, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, nhìn thấy Trương Dương, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hai người đều có một suy nghĩ giống nhau, chỉ cần Trương Dương xuất hiện, chuyện to bằng trời cũng có thể giải quyết. Trương Dương không thèm nhìn tên chủ quán đó, nói với Kiều Mộng Viện và Thì Duy, hai người các cô không sao chứ? Kiều Mộng Viện cười nói, không có việc gì, chỉ mất đồ thôi. Thì Duy lại nói, anh sao giờ mới tới? Gọi điện thoại cả nửa ngày rồi. Trương Dương nói, đường xa, nhận được điện thoại là tôi tới ngay, có chuyện gì thế? Sao trước khi tới Bắc Cảng không gọi cho tôi? Thì Duy nói, không phải là muốn cho anh một sự bất ngờ ư? Tới đây rồi. Chị tôi cứ đòi ăn cơm trước, nói là hôm nay không liên lạc với anh, ai ngờ lại gặp phải chuyện xui xẻo, chị An của Bắc Cảng các anh kém quá. Trương Đại Quan Nhân rất xấu hổ, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, xe mất rồi à. Ví đâu, Kiều Mộng Viện và Thì Duy đều mang theo túi,
theo lý thuyết thì không thể không có tiền trả. Kiều Mộng Viện nói, túi bị rạch rồi, hai người chúng tôi căn bản không chú ý, giờ thì thảm rồi. Ông chủ cửa hàng thấy bọn họ tán gẫu náo nhiệt thì ở bên cạnh nói, tôi nói này, mấy người đừng chỉ lo nói chuyện nữa, các người nói mất túi tiền thì tôi có thể giúp các người báo cảnh sát, nhưng tiền cơm thì phải trả đã, bạn của hai cô tới rồi, trước tiên thanh toán hóa đơn đi, chuyện khác các người tìm cảnh sát mà nói, hắn đưa hóa đơn tới. Chương 1584, ai cũng có tính toán. 4. Trương đại quan nhân cầm lấy xem, chỉ là 4 món hải sản nhưng trên hóa đơn không ngờ viết tới 1.806. Trương đại quan nhân cười nói, nhà các người làm cua vàng à? Một con gì mà tới 208? Đẳng cấp không giống nhau mà, cua hơn 1 vạn cũng có, anh ăn được không? Thái độ của hắn rất khệnh. Thì Duy nói, Bắc Cảng các anh là địa phương kiểu gì thế, rõ ràng là một đám kẻ trộm. Giọng nói của cô ta hơi lớn một chút. Ở bên cạnh không ít người Bắc Cảng không vui, có người hét lên, cô nói năng kiểu gì thế? Muốn gây chuyện à? Trương Dương nói, 1.806 đồng à, được, hôm nay đừng nói là 1.806, cho dù là 1.806 tôi cũng thanh toán, nhưng, hai người bạn của tôi nói mất đồ trong chỗ anh, xe cũng bị trộm, anh bồi thường tổn thất cho họ đã. Ông chủ nhà hàng nói, dựa vào gì? Trong cửa hàng tôi viết rất rõ ràng, xin các vị khách bảo vệ tài sản của mình. Nếu có mất thì khách tự chịu trách nhiệm, anh mở to mắt ra mà nhìn. Trương Dương cười cười, bỗng nhiên cầm tờ hóa đơn nên vỗ bốp một cái vào mặt ông chủ cửa hàng. Trương đại quan nhân hôm nay giận thật rồi, không chỉ là vấn đề Kiều Mộng Viện và Thì Duy bị trộm đồ, còn bởi vì hắn mất hết mặt mũi, đến địa giới Bắc Cảng không ngờ xảy ra loại chuyện này, hắn thân là chủ, sao có thể không tức giận. Trương đại quan nhân tát cho ông chủ cửa hàng mặt nở hoa, lảo đảo lui về phía sau 2 bước rồi đặt mông ngồi dưới đất. Kiều Mộng Viện và Thì Duy đã đoán trước Trương Dương sẽ ra tay, nhìn thấy hai người bọn họ bị khi dễ, Trương Dương nếu có thể nhịn được thì hắn không phải là Trương Dương. Trương Dương bên này mới vừa ra tay, Thì Duy đã cầm ghế ngồi lên ném vào bể cá, cô ta nhịn đã nửa ngày rồi, vừa rồi bị khinh bỉ đã muốn phát tiết, nhưng dù sao nhân sinh không quen nên cô ta không dám, hiện tại chỗ sửa đã tới, Thì Duy trước giờ cũng không phải loại hiền lành gì, sự ra tay của cô ta là xúc mưu đã lâu. Ghế dầm một cái nện vào bể cá, nước trong bể cá tràn ra, khách trong cửa hàng nhìn thấy đánh nhau thì nhân cơ hội bỏ chạy ra ngoài, vì sao trốn, đa số là vì khách bên ngoài, vốn đã biết bị lừa. Cắn răng mà chịu, hiện tại có cơ hội ai không trốn là kẻ ngốc. Ông chủ cửa hàng ôm mũi muốn đứng lên thì Trương Dương còn chưa ra tay, thì Duy đã xông lên, một cước đá vào hạ âm của hắn, ông chủ cửa hàng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, người đâu, người đâu. Kiều Mộng Viện nói, đừng đánh, có việc gì từ từ nói. Trương Dương che cho họ lui ra ngoài, Kiều Mộng Viện lúc này mới lưu ý đến Đinh Lâm cùng đi đến với Trương Dương, Đinh Lâm cười cười với cô ta, Kiều Mộng Viện cũng cười lại, trong lòng thì không khỏi thầm nghĩ, Trương Dương này đúng là đánh chết cũng không đổi tính, vừa mới đến Bắc Cảng vài ngày đã câu dẫn được một nữ hài tử rồi, nhưng vừa nghĩ đến đây thì mặt Kiều Mộng Viện không khỏi nóng lên, hắn là gì của mình chứ? Mình sao lại quan tâm tới chuyện của hắn như vậy? Trong nhà hàng có 6-7 người lục tục lao tới, trong đó không thiếu thanh niên tay cầm dao, ông chủ cửa hàng ôm mũi chảy đầy máu, khập khiễng đứng dậy gào lên, chúng mày không muốn sống nữa à, cũng không nhìn xem đây là đâu. Đến lượt chúng mày dương oai ư. Kiều Mộng Viện nói, báo cảnh sát, thật ra cô ta vừa rồi đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát đến bây giờ vẫn chưa tới hiện trường. Thì Duy nói, báo cảnh sát cái gì, đánh chúng trước cho hả giận đã. Cô ta muốn xông lên thì lại bị Trương Dương giữ lại, cũng không phải Trương Dương muốn ngăn cản cô ta, là vì Trương Dương nhìn thấy đối phương tay cầm dao, không cẩn thận làm thì Duy bị thương. Đinh Lâm ở bên cạnh gọi điện thoại. Lúc này đám người càng vây càng nhiều, những khách sạn này đều là thông đồng làm bậy, bởi vì bình thường chặt chém khách, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều có xung đột phát sinh, bọn họ cũng thành thói quen liên hợp nhất trí với nhau rồi, nói trắng ra chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, kết phường khi dễ người bên ngoài. Không lâu sau thì một đám chừng 50 người tụ tập lại, có người cầm côn, có người cầm dao, có người cầm gậy làm mì, còn có người cầm bình rượu, ai nấy gườm gườm nhìn một nam ba nữ bọn Trương Dương. Ông chủ cửa hàng tuy rằng máu mũi chảy đầm đìa, nhưng vẫn kiêu ngạo ương ngạnh, nhìn thấy nhiều người như vậy tới giúp đỡ, lập tức gan to ra, hắn hét lớn, đánh gãy răng hắn, hôm nay không phế hắn thì Lục Xuân Minh tôi mang họ hắn. Thì Duy nhìn thấy cảnh này thì không khỏi có chút sợ. Nói khẽ tôi thấy hay là báo cảnh sát đi.
Kiều Mộng Viện nói, gọi mấy lần rồi nhưng không có ai đến. Trương Dương nói, đánh xong rồi gọi tiếp. Thằng cha này hôm nay đầy một bụng tức, mất hết mặt mũi trước mặt Kiều Mộng Viện, so với đánh hắn một trận còn khó chịu hắn. Trương đại quan nhân giống như mãnh hổ xuất chuồng, đã lao về phía trận doanh của địch quân. Bộ đội liên hợp do hơn 50 người gồm ông chủ cửa hàng, đầu bếp, nhân viên phục vụ tổ thành vung dao, gậy, chai rượu trong tay lên phát động công kích như thủy triều về phía Trương đại quan nhân. Trương đại quan nhân từ sau khi tu luyện đại thừa quyết hắn võ công của hắn lại tăng lên một cấp bậc, với trình độ hiện tại, đặt ở bất kỳ thời đại nào cũng đều là nhân vật trong trăm vạn quân lấy đầu tướng như lấy đồ trong túi. Nếu nói bộ đội liên hợp của đối phương là sóng to bài sơn đảo hải thì Trương đại quan nhân chính là một con thuyền theo gió vượt sóng mãi không chìm, đi đến đâu, người ngã dạp tới đó, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Với võ công của Trương đại quan nhân căn bản không để đám ô hợp này vào mắt. Đám ô hợp này vốn chính là hạng bắt nạt kẻ yếu, đừng nhìn nhiều người, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, nhưng khi thì gặp nhân vật lợi hại đám người này lập tức như chim bay tán loạn, ở trước mặt Trương đại quan nhân không có nhất hợp chi tướng. Hiệu suất công kích của thằng cha này thật sự là rất cao, cũng không thấy rõ hắn ra tay thế nào, bên cạnh đã ngã xuống cả một mảng. Thì Duy nhìn thấy Trương Dương đánh rất thống khoái, cũng nóng lòng muốn tới hỗ trợ, lại bị Kiều Mộng Viện kéo lại, cô ta sợ thì Duy tới gây thêm phiền. Tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, ba chiếc xe cảnh sát tới hiện trường, từ bên trong xe bước xuống hơn 10 cảnh sát, khi bọn họ tới, hiện trường đại cục đã định, trừ người ngã xuống thì còn lại là bỏ chạy. Trương đại quan nhân uy phong lẫm lẫm đứng trong đám người ngã trái ngã phải một mảng, đèn neon phía sau bị đập vỡ đang cháy xèo xèo, trên mặt đất là một đống ngổn ngang. Đồn trưởng đồn công an đường Hải Phong Thi Quang Minh nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì không khỏi có chút sửng sốt, nghe nói là hai đám người đánh nhau ở đây, nhưng tình huống ở hiện trường dường như không phải như vậy, đường Hải Phong phát sinh đánh nhau thì không có gì là đáng ngạc nhiên là chưa từng thấy một người đánh nhiều người như vậy. Càng chưa từng thấy chuyện một người đánh ngã mấy chục người. Thi Quang Minh còn chưa hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì liền nhìn thấy Đinh Lâm ở bên cạnh, hắn vội vàng tươi cười đi tới, đây không phải là Đinh Tiểu Thư ư. Đinh Lâm gật đầu với hắn, đồn trưởng Thi, ngài tự mình tới à? Thi Quang Minh nói khẽ có chuyện gì thế? Gặp phiền toái à? Đinh Lâm nói, đồ của bạn của tôi bị người đánh cắp. Lúc này nhìn thấy Trương Dương lại một quyền đánh ngã một người, Thi Quang Minh nói, ai vậy? Hắn nhìn Trương Dương luôn cảm thấy có chút quen mắt, có điều hiện tại vẫn chưa nhớ ra là ai. Đinh Lâm nói, bí thư Trương của Tân Hải, hai vị bằng hữu của hắn đến đường Hải Phong ăn cơm, xe bị người trộm, túi cũng bị người ta rạch. Thi Quang Minh không nghe rõ câu sau nữa rồi, chỉ nghe thấy năm chữ bí thư Trương Tân Hải, đầu đã kêu ong ong, thời gian Trương Dương đến Bắc Cảng tuy rằng không lâu, nhưng thằng cha này đã uy danh lan xa, tạm thời không đề cập tới sự tích hắn anh dũng cứu người. Chỉ cần là chuyện hắn vừa tới đã đá cục trưởng công an Tân Hải Trần Khải đi đã khiến cho hệ thống công an Bắc Cảng rung động không thôi. Phải biết rằng Trần Khải là em ruột của bí thư ủy ban kỷ luật Bắc Cảng Trần Cương, trong hệ thống công an Bắc Cảng cũng được cho là nhân vật có máu mặt. Mấy ngày nay sự kiện Triệu Kim Khoa nhảy lầu lại khiến Tân Hải trở thành tiêu điểm của Bắc Cảng, nhân vật được tranh luận rất nhiều là Trương Dương này, trong lòng rất nhiều người Bắc Cảng hắn đã trở thành tồn tại như thần thoại. Một vị bí thư huyện ủy đánh người bên đường. Chuyện như vậy cũng không gặp nhiều, có điều chuyện này phát sinh ở trên người Trương Dương thì không kỳ quái, Thi Quang Minh sau khi hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì thì lúc này mới bảo thủ hạ bắt đầu hành động. Thi Quang Minh rất thông minh, tuy rằng hắn là đồn trưởng công an vùng này, nhưng hắn sau khi tới đây không hề mù quáng thiên vị phía nào, mà là làm rõ tình huống mới triển khai hành động. Cảnh sát tới hiện trường, ai còn có thể chạy thì đều chạy sạch, tuy là vậy, trên mặt đất vẫn có hơn 30 người nằm, đang không ngừng rên rỉ. Trương Dương từ trong đám người tìm được Lục Xuân Minh, một tay xách hắn lên, Lục Xuân Minh mặt đầy máu, hắn lúc này sợ thật rồi, trong đời hắn chưa bao giờ gặp ai cường hoành như vậy, Lục Xuân Minh kêu thảm thiết, cứu mạng. Đồng chí cảnh sát cứu mạng. Trong các cảnh sát của đồn công an có không ít người biết Lục Xuân Minh, bọn họ muốn đi tới thì bị Thi Quang Minh ngăn lại, Thi Quang Minh đi tới, vẻ mặt tươi cười, bí thư Trương, chuyện gì cũng từ từ. Trương đại quan nhân cũng không nhìn hắn, ở đây không có chuyện của anh, sang bên kia đứng đi. Thi Quang Minh vẻ mặt xấu hổ, nếu hắn không phải biết thân phận của người trước mắt thì chỉ sợ đã sớm phát tác rồi. Lục Xuân Minh nhìn thấy Thi Quang Minh thì giống như tìm được cứu tinh, hắn kêu thảm thiết, đồn trưởng Thi, ngài cứu tôi với. Bọn họ ăn quỵt, còn phá cửa hàng tôi, đánh người nữa. Ngài xem tôi bị đánh thành thế nào rồi.
Chương 1585, bắt nạt người ta, 1. Trương Dương cười lạnh một tiếng, ném Lục Xuân Minh xuống đất. Lúc này Phó Bí Thư Thị ủy Tưởng Hồng Cương và Đinh Cao Sơn cùng nhau chạy tới, bọn họ nghe Đinh Lâm nói Trương Dương gặp chuyện phiền toái, cho nên lập tức tới ngay. Thi Quang Minh nhìn thấy ngay cả Phó Bí Thư Thị ủy cũng tự mình đến, biết chuyện này phiền toái lớn rồi, Lục Xuân Minh vẫn nằm trên mặt đất rên rỉ gì đó, Thi Quang Minh tìm được cơ hội thấp giọng cảnh cáo hắn, anh nói ít thôi, vị đó là Bí Thư huyện ủy Tân Hải, Bí Thư Tưởng của Thị ủy cũng tới rồi đó. Trương Dương cũng không ngờ Tưởng Hồng Cương lại tự mình tới đây, hắn cười nói, Bí Thư Tưởng, chuyện nhỏ thôi mà, ngài tự mình tới đây làm gì, tôi có thể tự xử lý. Tưởng Hồng Cương nhìn những người bị thương nằm trên mặt đất, có chút bất đắc dĩ thở dài, cậu xử lý như vậy à? Trương Dương nói, bằng hữu của tôi vừa tới Tân Hải, xe và ví tiền đều bị người ta đánh cắp, anh nói có tức hay không? Tưởng Hồng Cương nhìn thấy Kiều Mộng Viện hắn y không khỏi ngẩn ra, kéo Trương Dương sang một bên, vị kia có phải là con gái của Bí Thư Kiều không? Khi Kiều Trấn Lương đảm nhiệm chức Bí Thư tỉnh ủy Bình Hải, Tưởng Hồng Cương từng đến nhà y bái phỏng, cho nên từng gặp mặt Kiều Mộng Viện một lần. Trương Dương cũng không giấu hắn, gật đầu. Tưởng Hồng Cương hít một hơi lạnh, đám trộm này đúng là mù rồi, chẳng trách Trương Dương tức giận, trộm đồ của Kiều Mộng Viện, tạm thời không nhắc tới Kiều Trấn Lương có phải từ vị trí bí thư tỉnh ủy đi lên không, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nội tình chính trị của Kiều gia há có phải là hạng như hắn có thể so sánh được. Nói một cách không khách khí, Kiều Trấn Lương hiện tại dậm chân một cái là cả Bắc Cảng cũng phải rung chuyển. Lúc trước y còn lợi dụng chuyện khu khai phá Tân Hải chiếm dụng đất ruộng khiến cho đám cán bộ Bắc Cảng bọn họ mặt xám mày cho, nghĩ đến đây Tưởng Hồng Cương thầm kêu phiền toái rồi. Thi Quang Minh nhìn thấy Tưởng Hồng Cương, không dám bước lên, bởi vì hắn cũng biết mình không đủ tư cách, hắn tới trước mặt Đinh Cao Sơn, Đinh Tổng. Đinh Cao Sơn không để ý đến hắn, nhân vật nhỏ như vậy y cũng sẽ không để vào mắt. Thi Quang Minh lúng túng nói, Đinh Tổng, ngài đã quên rồi à, lần trước ở Lăng Hải Cư. Chúng ta cùng nhau ăn cơm, Cục trưởng Tô cũng có mặt. Cục trưởng Tô mà hắn nói là Cục trưởng Tô Vinh Thiêm của phân cục cảng khu mới, là lão bằng hữu với Đinh Cao Sơn. Chuyện trên đời chính là khéo vậy đó, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến, Thi Quang Minh vừa mới nhắc tới Tô Vinh Thiêm cũng vừa hay ngồi xe tới. Tô Vinh Thiêm nhận được điện thoại của Đinh Lâm sớm nhất, nghe nói Bí Thư Trương Dương của Tân Hải đánh người ở đường Hải Phong, ý nghĩ đầu tiên trong đầu y là xong rồi, tên sát tinh này sao lại giết tới hạt khu của mình. Đinh Cao Sơn sợ to chuyện, vội vàng chạy tới hiện trường. Nhìn thấy Phó Bí Thư Thị ủy Tưởng Hồng Cương cũng bị kinh động, Tô Vinh Thiêm không khỏi trán đổ mồ hôi, y trước tiên đi tới Tưởng Hồng Cương chào hỏi. Tưởng Hồng Cương tức giận nói, làm cái gì vậy? Cảng khu mới sao hỗn loạn thế? Thế này chẳng khác nào trực tiếp mắng Tô Vinh Thiêm quản hạt bất lực. Tô Vinh Thiêm vội vàng tỏ thái độ, Bí Thư Tưởng, ngài yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Y vừa nói vừa nhìn về phía Đinh Cao Sơn một cách cầu trợ. Đinh Cao Sơn và Tô Vinh Thiêm quan hệ không tồi, y cười nói, Bí Thư Tưởng, nơi này rất loạn, tôi thấy Tô Cục tới rồi, chúng ta thôi thì đừng nhúng vào nữa. Tưởng Hồng Cương gật đầu, quay sang nói với Kiều Mộng Viện, các cô yên tâm, bằng hữu của Trương Dương cũng là bằng hữu của tôi, chuyện này tôi nhất định sẽ mau chóng cho hai cô một câu trả lời. Y cũng lo lắng ở hiện trường lâu thì ảnh hưởng không tốt. Nói một tiếng với Trương Dương rồi lên xe rời đi. Đinh Cao Sơn giới thiệu Tô Vinh Thiêm cho Trương Dương nói, vị này là Tô Cục của cảng khu mới. Tô Vinh Thiêm vươn tay về phía Trương Dương, nhiệt tình rào rạt nói, Bí Thư Trương, rất cao hứng khi được quen anh. Trương Đại Quan Nhân bắt tay với tôi, nói tôi hôm nay có chút không vui, bằng hữu của tôi vừa tới Bắc Cảng, vừa xuống xe thì bị người ta lột sạch. Tô Vinh Thiêm nói, việc này cứ giao cho tôi xử lý. Tôi nhất định sẽ mau chóng phá án. Trương Dương biết những công an này đối với những phần tử phạm pháp sống trong khu trực thuộc của mình thì trên cơ bản đều nắm rõ một số, chỉ cần họ muốn truy thì khả năng phá án là rất lớn. Nhưng Trương Dương đối với hiệu suất của những người này cũng hiểu ít nhiều, không cho bọn họ chút áp lực thì những người này sẽ không nghiêm túc làm việc. Trương Dương nói, Tô Cục, mau một chút nhé, trong 24 tiếng đồng hồ có thể giải quyết vấn đề không? Tô Vinh Thiêm mặt lộ vẻ khó xử. Y biết Trương Dương khó chơi, lần này có người trộm đồ của bạn hắn, nhìn tình hình thì thằng cha này nhất định sẽ không chịu để yên. Tô Vinh Thiêm không phải không muốn phá án, y cũng không muốn dính vào phiền toái, nhưng phá án trong 24 tiếng đồng hồ, y không nắm chắc. Tô Vinh Thiêm nói, Bí Thư Trương, tôi sẽ cố hết sức, tôi sẽ bảo bọn họ lập tức triển khai hành động. Trương Dương nói, Tô Cục, tôi tuy rằng không phải cảnh sát,
nhưng có một số việc tôi cũng biết một chút, chuyện mất xe tôi tạm thời không nói, nhưng đi ăn cơm trong bị mất tài vật thì khách sạn này có phải nên gánh trách nhiệm không? Tô Vinh Thiêm cười nói, Bí thư Trương, tôi lập tức sẽ ra lệnh để họ điều tra rõ chuyện này. Trương Dương mỉm cười một tiếng, hắn xoay người bước tới chỗ ông chủ cửa hàng Lục Xuân Minh. Lục Xuân Minh lúc này đã hiểu rõ rốt cuộc xảy ra, đang ở đó hối hận tới đứt cả ruột, hắn nào có biết lại trêu phải một đại nhân vật, ngay cả phó bí thư thị ủy và cục trưởng phân cục đều tự mình tới đây, việc này nghiêm trọng rồi. Nhìn thấy Trương Dương bước về phía mình, Lục Xuân Minh sợ đến nỗi đầu cúi, chút uy phong vừa rồi đã sớm bị hắn ném tới lên 9 tầng mây. Trương Dương nói, còn phải thanh toán nữa không? Lục Xuân Minh lắc đầu như đánh trống bỏi. Hiện tại đánh chết hắn hắn cũng không dám tìm Trương Dương đòi tiền. Trương Dương nói, anh không tính tiền tôi thì tôi cũng phải tính sổ với anh nghe rõ cho tôi, họ bị tổn thất bao nhiêu thì anh phải đền bấy nhiêu, nếu không thì nhà hàng của anh cả đời này đừng hòng buôn bán nữa. Lục Xuân Minh vẻ mặt cầu xin, nhưng hắn lại không dám nói lời nào, mình căn bản không đắc tội nổi với vị đại gia trước mắt, muốn trách thì tự trách mình có mắt như mù. Đồn trưởng đồn công an đường Hải Phong Thi Quang Minh lúc này vội vàng lập biên bản, Kiều Mộng Viện mất một chiếc Mercedes G320 màu đen, chiếc xe này là của đại ca Kiều Bằng Cử của cô ta, Kiều Bằng Cử sau khi xuất ngoại gây dựng sự nghiệp thì để chiếc xe này ở nhà, lần này Kiều Mộng Viện và Thì Duy lái xe tới đây, không ngờ vừa tới Bắc Cảng thì xe bị ăn cắp, chiếc xe này lúc trước cả độ lại và làm thủ tục giấy tờ tổng cộng tốn gần 200 vạn, Thi Quang Minh nghe nói tới giá của chiếc xe thì không khỏi hít một hơi lạnh. Sau khi hắn tìm hiểu rõ thì đi tới trước mặt Tô Vinh Thiêm, nói khẽ Tô Cục, chuyện này có vẻ phiền toái rồi. Tô Vinh Thiêm nói, xe đắt tiền như vậy toàn bộ Bắc Cảng cũng tìm không ra mấy, không dễ dàng tiêu thụ đâu, mau sai người đi điều tra đi. Thi Quang Minh nói, những người tham gia đánh nhau thì phải làm sao? Tô Vinh Thiêm lạnh lùng nhìn đám người ngã trái ngã phải, đang ngồi dưới đất rên gì đó, bắt tất cả cho tôi. Trương Dương gọi điện thoại cho Chu Sơn Hổ tới. Sau khi xe hắn tới, lập tức gọi Kiều Mộng Viện và Thì Duy lên xe, trước khi đi, hắn dặn Tô Vinh Thiêm, Tô Cục, chuyện này nhờ cả vào anh, tôi hy vọng phía cảnh sát sẽ mau chóng cho tôi một câu trả lời. Tô Vinh Thiêm vẻ mặt tươi cười nói, nhất định, nhất định. Trương Dương cũng chẳng buồn nói nhiều với y, để ý thấy có phóng viên tới, hắn nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Tô Vinh Thiêm đợi cho Trương Dương đi rồi, cũng lên xe của mình, y nhanh chóng bấm số di động của Đinh Cao Sơn. Tô Vinh Thiêm tuy rằng biết Trương Dương khó chơi, nhưng y không hiểu lắm về Trương Dương, không biết nên ứng đối với hắn như thế nào. Từ biểu hiện vừa rồi của Trương Dương cho thấy, thái độ của người này vô cùng cường ngạnh, rõ ràng đang bức bách mình trong thời gian ngắn phải phá án. Tô Vinh Thiêm ở giới cảnh sát giã lăn lộn nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng hứa hẹn nếu hắn nói trong bao nhiêu lâu sẽ phá án này. Vạn nhất tới lúc đó không thực hiện được, há chẳng phải là để người khác chê cười ư, hắn đã lưu lại đường lui cho mình. Cũng may Trương Dương không tiếp tục lằng nhằng, chắc hắn cũng nghĩ tới thân phận của bản thân, sợ tạo thành ảnh hưởng xã hội không tốt. Ninh Cao Sơn không bất ngờ vì Tô Vinh Thiêm gọi, y vừa mới tiến bước Tưởng Hồng Cương, lúc này vẫn chưa trở lại nhà mình, Ninh Cao Sơn nói, Tô Cục, chuyện giải quyết chưa? Tô Vinh Thiêm cười khổ nói, Cao Sơn huynh, nào có dễ dàng như vậy, tôi đây không phải là gọi thỉnh giáo anh ư, tôi không hiểu về bí thư Trương, nhìn thấy hắn hôm nay vô cùng tức giận. Thật ra loại chuyện này không ai muốn xảy ra cả, anh giúp tôi nói với hắn một tiếng, mọi người đều là bằng hữu, tôi nhất định sẽ gắng sức phá vụ án này, bảo hắn đừng nóng vội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1585.